Hello các tình yêu nhá, cảm ơn tất cả các tình yêu rất là nhiều là lại tiếp tục đồng hành với tất cả anh chị em. Những cái dòng xe mới về, đặc biệt nha anh em nhá. Đấy, buổi chiều ngày hôm nay rất là đặc biệt luôn. Một siêu phẩm, lết thái, còn nguyên đôi lốp anh em nhá, sơn zin máy zin, tí nữa em sẽ lên sóng chi tiết. Còn một chiếc S21 bên này, tầm tiền hợp lý phải chăng thôi. Bây giờ những chiếc S21 em thấy giá rất hợp lý. Những bác nào, những cô nào đang có nhu cầu hãy liên hệ chốt sớm nhất. Phía xa bên này những chiếc Lead đi ăn đi làm, những bác nào đang cần một chiếc Lead 110 bản chân chống điện thì có thể liên hệ với bên em. Trong lúc đợi bên kỹ thuật viên điều chỉnh lại bếp một chút thì rồi, âm thanh ánh sáng ok không ạ? Tất cả các anh em. Vâng, rất là nhiều những cái dòng xe hiện tại đang có mặt tại nhà em nhé, đặc biệt là những dòng xe mới về. Đấy, anh em là đang tìm mua những chiếc xe gọi là ấy Ablet Thái nghe nhá, đặc biệt Ablet Thái. Sơn zin máy zin chạy thì cực kỳ là ít luôn, chính chủ một chủ từ đầu, chật lắm, không còn gì theo xe đẹp lắm đấy. Future 1 đây, Future 1 màu xám ghi nhá, bên trong còn những màu xanh đấy và màu xám ghi. Bác nào đang cần tí nữa em sẽ lên chi tiết. Máy êm, Future rất êm. Lít 110 đấy ạ, em vừa báo. Nhược điểm chắc là màu nâu thôi chứ còn tầm tiền thì phải chăng. Classico đây, cũng là những chiếc mới về, chưa kịp sơn xi gì, em lên luôn để phục vụ các khách hàng. Vâng, anh Hoàng Lâm. Rồi, những cái dòng Xa, Exciter 135. Exciter 135, đây. Chưa ra đây. Bằng những chiếc Way, đúng không ạ, Exciter bằng Way. Rồi. Đi ăn đi làm đây rồi, hôm qua anh nào hỏi em xe dưới 5 triệu, tí nó đón xem một chiếc Viva nhá. Nhô một chút thôi, cố lên mấy trăm nữa là lấy hẳn chiếc Viva đẹp này cho em này. Gọi là được thôi, không phải là đẹp, đây mới là đẹp. Mấy rồi, nghìn cây, 3.000 cây. Quay ra có 3.000 km anh em nhé, siêu mới luôn ạ. Rồi tiếp tục từ gần đây, Ablet bản đèn bi màu đen đồng nha anh em nhé. Đấy, anh em nào quan tâm giá thì hơn chục triệu một xíu thôi. Vespa LX bản xe thời trang. Những chiếc Vision và Vision đấy sẽ liên tục ra và phục vụ các khách hàng nhà mình. Rồi anh em trên này mọi người cho em xin nút chia sẻ mấy bạn, cho em comment để cho anh em mình chào nhau đúng không? Đặc biệt buổi chiều ngày hôm nay có một chiếc xe gọi là hàng hot cực kỳ luôn. Đấy, đẹp, anh em nào đẹp. Đang quan tâm một chiếc xe Ablet Thái vâng. Thì con này đừng bỏ lỡ cơ hội con này. Giá tiền thì nó cũng không rẻ đâu mọi người nhá. Xứng đáng nhưng nó xứng đáng. Xứng đáng là như thế nào các bác cùng đi chi tiết với em này. Đôi lốp được không ạ? Từ 2011 đến giờ lốp vẫn còn zin mà phải là còn dày. Tuần thứ 04/2011. Đây, tôi quay vào đây cho các bác cùng xem. Đấy. Dạ, lốp vẫn dày. Đấy, những cái vết dạn chân chim sau 5 tháng của đồ hàng cao su không tránh được. Càng này, ốc này, vành này đều ngon hết nhá. Sơn này các bác, dán ni lông, chủ đang dán ni lông này, tất cả đều lớp gì theo xe anh em. Đây, ơi dán ni lông này các bác nhìn LED pha trong veo tầm 10 triệu chế cơ anh ạ. Đây đi đường này cũng được, cháu đi được này. Tay nắm này các bác nhìn, cái tay nắm còn nguyên bản sau câu chuyện của mười mấy năm, các bác thấy đẹp không? Đấy, đồ sần này, đây đi cùng với bác đường này, dán ni lông nhá, chủ rất cẩn thận, một trong những tài sản lớn mà. Cái phần dưới gầm thì các bác có thể xem này, cái cá này khít luôn, đẹp. Một chiếc lết thải chính xác là phải nói ni lông để chân này cao còn zin luôn, cái mạ linox này các bác nhìn này, cổ bô này xanh ngắt luôn, đúng đua tay em chỉ xanh ngắt luôn, càng này báng này, tất cả các ốc báng này. Đây cháu quay ra đằng này cho các bác nhìn cái báng, cái vành này rất đẹp nha các bác nha. Cái trục dưới này nữa này, đây Yến chịu khó các bác nhìn này. Đây đúng như chỗ tay em chỉ, hot hàng siêu đẹp luôn mọi người. Biển Hà Nội nhá, biển Hà Nội. Rồi, rất đẹp. Máy zin nhá, máy zin lốp sau, tiếp tục cái lốp sau. Cố cho các bác xem 0411, hai lốp đều chuẩn. Đấy, hàng lốp của Ablet Thái 2011. Máy zin sơn zin, đôi lốp còn và dày. Các cái cao su hay các cái cản khởi động các bác nhìn này. Đấy, hàng nó thế này. Vừa mới về anh em nhá. Đấy anh em nhìn. Nước sơn này là sơn dán ni lông rất đẹp luôn. Rồi anh em nhìn mặt trên này, anh em nhìn mặt trên này, sần này, đây quan quay gần đây này, thẳng lên. Mặt sơn sần trên nha anh em nhá, một chiếc Ablet Thái. Anh em nhìn nó là sơn sần này, đẹp căng, tất cả những này vẫn còn zin hết nha anh em nhé. Đấy, em nổ cho anh em, test cho anh em nghe luôn. Máy thì không chê. Máy zin mà, thì... nghe cái tiếng zít của dòng Ablet Thái. Quá mỹ mãn luôn, chạy em chấm hết. Quạt, đấy, bác nào đã từng chơi rồi có thể cho em nhận xét được không ạ? Hàng máy zin sơn zin lốp dày. Đấy, còn những bác nào chưa có nhu cầu, chưa chơi thì nên cân đối trải nghiệm, vì những động cơ hàng Thái chạy nó khác hẳn hoàn toàn so với Việt Nam nhá. Tiếng máy này thực sự là xứng đáng.
giá trong buổi phát sóng hôm nay để cho tất cả các khách hàng nhà mình, 59 triệu cho một chiếc Lết Thái 2011, hàng nguyên lốp, dày, nguyên sơn, máy zin. Đây, đồ pha nhá, đẹp. Nhìn đây nó nước mưa vào thôi, nó ố thôi chứ còn sơn. Rồi, giá quá anh đẹp. Em báo giá 59 triệu đồng nha anh em nhá. Tất cả. Đấy. Đường điện. Được không các anh nha, tay nắm này. Ôi, cái tay nắm này vẫn còn cái độ đàn hồi luôn đây này. Bác nhìn bấm vào nó vẫn còn có độ co giãn, nó không cứng đơ luôn. Em úp xuống rất đẹp. Quả cho nó đỡ mùi thì tiếng máy nổ nhá, vẫn nổ suốt trong lúc anh em mình nghe. Đấy. Liên hệ sao? Đấy. Anh ơi, liên hệ trực liên tiếp với ngay. Số hotline. Ôi cái này các bác nhìn. Ở trên anh em nhá. Được không ạ? Rất được chứ ạ? Đúng không ạ? Đẹp. Vâng. Zin chất xứng đáng cho những bác nào sưu tầm cũng được. Tìm đã lâu nay mới gặp thì chơi vâng. Cho em. 59 triệu, không phải lúc nào cũng có. Hiện tại trong xe máy Hoàng Kiên còn hai chiếc Lết Thái hai mấy triệu thôi. Đấy, nếu vâng. Các bác thích rẻ, có hàng rẻ 28 triệu thì phải em nhớ màu xám ghi. Nhưng để so sánh, để được những chiếc đẹp có như thế này, anh không có nhiều Tư Hà Phương nhá, có đấy ạ. Nếu mà anh em mà tư vấn mà được khách thì anh em phải báo cao lên, tại vì những cái dòng xe mà bên em báo giá bọn em chỉ cộng bên em thôi. Vâng, còn nếu mà anh em thích mua lên đầu thì mọi người có thể báo cao hơn cho em một xíu là được. Vâng. Vâng, nhiều xe nhé. Bọn em bán giá anh em thợ nhập được mà, nên vâng. Anh có thể gọi là một chút công tư vấn cũng sao, cái đấy em cũng nghĩ là phù hợp, nhưng bác chủ động báo cao hơn cái giá em like một chút nhá. Vâng, mấy con đời Tống là giá cao, thực ra những xe này nó là xe xứng đáng cho anh em ạ. Vâng. Đấy, cái quan trọng nhất nó hàng cổ rồi đấy, không có hàng hiếm vấn đề rồi. Vâng, vấn đề là anh em cứ tìm mua một chiếc Blade Thái. Quá đẹp. Blade đời mới thì em không nói đúng không ạ? Vâng. Nhưng Blade Thái đời này thì nó thật với anh em mà để mà tìm một con đẹp xuất sắc như thế này em nghĩ không có đấy. Vâng. Không còn nhiều, đây là khẳng định với anh em là như vậy. Còn nếu mà anh em nào đang muốn tìm mua một chiếc Blade Thái lâu lâu này rồi, em đang còn một con có 20 mấy triệu thôi. Đấy. 28 triệu 500 nghìn. Đấy, con này thì là giá 59 triệu nó cũng sát xứng đáng, nó xứng đáng bác ạ. Chơi dòng này đắt lúc đầu đau một tí nhưng về lâu về dài thì luôn luôn là hợp lý, em khẳng định luôn. Lúc rồi. Sau có tìm không thấy, đỡ tiếc. Chơi hẳn con đỉnh nhất này cho em. Hàng rồi. Nguyên lốp nhá, sơn zin máy zin. Nhắc chưa lại một lần nữa. Lốp đúng không? Vâng. Rồi quay gần đây lốp sơn zin. Anh em nhìn này. Mỹ man nhỉ. Ôi trời, đây anh quay gần được không? Đấy anh em nhìn từ ốc này. Đây, đây. Đẹp. Bên chỉ theo tay nhá. Đây. Anh em nhìn yên áo này. Trắng phau. Đây, nhìn anh em nhìn đồ của em cái. Nó còn zin đét đen đẹp luôn này. Anh em nhìn. Ôi. Hàng cà lê theo xe các bác nhìn rồi. Nó khác với cả cà lê bình thường nhá. Đấy, đồ Thái đấy. Rồi. Chất chưa? Sơn cốp zin thế này thì còn gì mà không chi yêu được nữa. Nhanh tay, 59 rồi. Triệu giúp em. 59 triệu. 59 triệu đồng. Thái. Vâng, biển số 29H104580 anh em nhá. Màu đỏ đen. Dòng này không có nhiều đâu ạ. À. Anh em những cái dòng này nói thật với anh em là hầu như là nếu mà anh em đam mê Blade Thái thì mà đã tìm mua được tìm con này rồi là anh em khẳng định là anh em chốt không? Không bỏ qua, chính xác không bao giờ bỏ qua nữa. Không tìm được lại nữa, lâu lắm rồi em bán cũng rất lâu. Con vừa tầm tầm, thì nhà em có nhé mọi người nhé, 28 triệu 500 là em còn con màu xanh banh. Đấy, hôm vừa rồi còn con hơn 40 triệu đúng không? Vâng. Hơn 40 triệu thì anh em ấy rồi. Rồi, đấy. Nhưng mà chiếc này thì khác hẳn luôn anh em ạ, chiếc này đẹp hơn rất nhiều. Đấy. Thì thôi, nếu mà bác nào có nhu cầu Lết Thái thì hãy chốt sớm nhất cho em nhá. Đấy, để tiếp theo chương trình thì bọn em sẽ đến với một chiếc dòng thông dụng, gọi là phổ thông thôi, dòng SH1 đấy. Nhưng mà xe thì là thương hiệu SH mà, đúng không các bác? SH cho nữ thì quá là thương hiệu rồi. Nhưng mà giá thì cực kỳ bình dân. Thế còn chất lượng thì các bác cùng đi. Có spa lại hai cái càng này này, lên màu đen cho nó khỏe khoắn một chút. Nhưng cái dàn ốc các bác nhìn kỹ cho em, cái dàn ốc vuông này. Đấy, nhìn cái bánh vành này, nhìn nó đều, nó đẹp đúng không ạ? Đấy là những cái đẹp của xe. Thì em vẫn phải đi tả chi tiết. Đây, những cái vành này, những cái logo giá chữ này, càng này, đấy, sơn này, dán ni lông này, bóc ra chưa hết này. Đấy, cái lớp sơn này các bác nhìn này. Mặt nạ này lên này, đấy, vành mặt nạ là đã đầu tư mới. Cái nước sơn zin đây nhé, các bác nhìn cái yếm nước sơn zin này, có một vài các chỗ xước nhỏ này. Đấy. Cái sần hơi vỡ một chút nhé, hơi vỡ một chút. Những cái đồ sần thì nó lâu năm rồi, không tránh được. Nước sơn này, cái chân trống hay chân trống, hai chân trống có spa lại rồi, ra máy có tỉa lại chút rồi, những cái tay sách sau cũng tỉa. Hàng 2014 thì là tem này cũng là tem mới rồi nhá, bản nguyên bản của nó là tem mút nhỏ, vành nhũ còn. Đấy. Biển Hà Nội, SH1, động cơ 125 dành cho các cô các chị, xe nữ, gọi là xe nữ hạng sang được đấy ạ, dòng SH mà, nên là các cô các chị có thể cân đối mẫu này cho em. Bây vâng. Giờ thì lại giá rất hợp lý. Mốt anh em nhá. Anh vâng, nhiều anh em bảo là thêm tiền mua xe mới, đúng rồi.
Anh em nếu mà có tiền mà mua xe mới được những dòng Ablet mới thì thôi không sao. Anh em nào đang tìm mua một chiếc Ablet Thái không có mới đâu ạ. Vâng, thì anh em làm cho em con đấy là ok anh em nhé. Vâng. Xe cũ đi công trường anh em có luôn đấy ạ. Có ngay đằng sau em. 58 triệu. Vâng, anh em cứ liên hệ trực tiếp với số hotline bên em đi mọi người. Chiếc SH1 2014 tháng 12 2014 rồi. Em bán giá hợp lý vô cùng 32 triệu 500. Đây là những giá các bác cũng công nhận dành cho những chiếc Vision Melis là chính. Còn để nói đến những chiếc SH1 thì giá này em thấy là hợp lý. Khẳng định với các bác hơn 30 với biển Hà Nội, còn dưới 30 với biển tỉnh là rất phù hợp. Các bác nào đang muốn một chiếc biển Hà Nội, công tác tại Hà Nội thì nên cân đối cho em chiếc SH1 biển 29C1 42420. Ưu điểm máy zin, động cơ 125 của Honda rất bền. Máy rất chắc, rất chất. Hình thức có sơn si lại một chút, em vừa tả rất kỹ rồi, đúng không ạ? Em chưa nhìn thấy anh em nào comment ở đây mọi người nhỉ? 32 triệu 500. Vâng, do em bị ẩn comment, mọi người có thể comment là chào em được không ạ? Vâng, các anh các chị có thể một chấm, một chia sẻ giúp em để những cái buổi phát sóng này, những sản phẩm này đến được thật nhiều những anh chị đang cần. Rất nhiều anh chị đang có nhu cầu những cái sản phẩm SH1 giá hơn 32 triệu 500. Rất hợp lý đúng không ạ? Nhanh lên không mưa, anh Đức bê mâm bảo nhanh lên không mưa. Rồi thế làm một chiếc đi ăn đi làm này nhá. Các bác đến với một chiếc đi ăn đi làm. Rồi. Hôm qua các bác nào hẹn em mà em không dắt ra kịp được thì hôm nay các bác có ở trên này không ạ? Quay SH nhập đi à? SH nhập thì đây em có rất là nhiều SH nhập anh em nhá, giá thì cũng hợp tình hợp lý thôi. Thì và 150, 125, 25 em cũng có luôn ạ. Viva máy êm lắm các bác ạ. Đấy, Suzuki Viva. Đề đổ phát một. Anh Việt Long. Không hề có chuyện vừa đi vừa đẩy, Suzuki mà. Hàng này là đi thôi không đẩy. Máy đang nổ đấy các bác. Đấy, êm ạ. Đúng là rất êm luôn các bác nhỉ. Được, máy chiếc này là đạt. Êm. Đấy, hình thức thì thôi, nó có thế này thôi các bác cũng thông cảm. Sần sùi xây xước không tránh được. Chân nan vành thì đều là vào rồi, nhìn là thấy, không phải bản vành Vibic. Hàng sơn nó xuống cấp, da máy thì còn, nhưng mà những chiếc này thì thực ra cũng không đánh giá cao về vấn đề da máy hay là máy nguyên nữa, mà chỉ đơn giản là máy êm, đúng không ạ? Máy êm này, các bác nghe này. Đấy. Sần có sơn rồi, tem thì là tem zin đấy ạ, nhưng mà thôi nó cũng bạc rồi, vỡ nứt rồi. Mai ơ trục giật, nó cũng như hình ảnh các bác đang xem, không được sắc lắm. Biển thì biển tỉnh. Ưu điểm thì là máy êm. Rồi. Khung sườn cứng cáp chắc chắn, giá thành hợp lý. Sao cái máy nó lại ru ngủ thế này nhỉ? Đấy, các bác nghe này. Biển 34 anh em nhá, biển 34 L28735. Máy rất êm các bác ạ, máy chiếc này êm quá cơ. Đấy. Logo Suzuki ở bô, tem Viva 110. Máy vẫn đang nổ suốt trong lúc anh em mình like nhá. Đấy, ra máy thì đều là còn tất đấy ạ. Rồi, cháu có thể quay lại cái đầu gò cho các bác xem. Máy này. Máy công nhận đi. Rồi, một chiếc Suzuki Viva biển tỉnh để cho các bác có nhu cầu đi ăn đi làm đây, chạy công trường, chạy dịch vụ, kiếm tiền cũng được, xe gọi là kiếm tiền về. Để cho các bác 5 triệu rưỡi, đây là những cái giá rất phù hợp cho những chiếc máy êm, nhấn mạnh là những chiếc máy rất êm. Đấy, tay nắm này còn đây này, đấy, các bác nhìn này, đồ sần này cũng được này. Nhựa là thực ra vẫn còn vì tem zin mà, nhưng mà nó theo năm tháng ấy nhá các bác nhá, gọi là nó cũng xuống cấp theo năm tháng, thì mình cần những chiếc xe chất đây. Thì chiếc này là rất phù hợp. Rồi. Đấy anh em nào thích 5 triệu, một chiếc 500 nghìn. 5 triệu rưỡi đúng không? Vâng. Đấy anh em quan tâm thì làm cho em con này. Trước tuần sau. Được. Có lái chở hàng đều ok hết. Sirius R hoặc Jupiter R nào không? Em chỉ còn Sirius RC bản FI thôi. Không, anh em lấy được Sirius R bản đời đầu. Đời đầu. Tiền hợp lý. Số giật ấy. Rồi. Anh cân đối sang Viva xem sao. Silos hay Jupiter, cái kiểu dáng đó thì em nghĩ là so với Viva nó lại bị nhỏ gọn, nó không chắc là chất. Viva như này là được anh ạ, 5 triệu 500 nghìn. Đấy, anh nào có nhu cầu thì liên hệ chốt sớm nhất giúp em nhé. Rồi. Hợp lý, vuông vắn xe đúng không ạ? Vâng, đây bây giờ em mới nhìn thấy này, chào em đây này, anh nào đấy, anh Quý Cao Văn, Cao Văn Quý. Vâng. Rồi mới nhìn thấy anh Nguyễn Hoan. Cứ cũng đông đông các anh xem là, nhưng mà chưa này, thấy các okay, anh em có nhu cầu gì nhỉ? Anh Cao Văn Quý giờ đấy em mới nhìn thấy anh em đấy, em bị ẩn có mượn hay sao? Hay là chị em chưa lên đúng sản phẩm anh em thích đúng không ạ? Biết là anh em mình có thích những sản phẩm nào có thể lên để hai chị em được biết để đưa ra phục vụ các khách hàng không? Vâng. Em thấy cũng rất nhiều các khách hàng đang xem đúng không ạ? Gần 300 anh em đang xem mà. Thì mong mỗi anh em có thể một chia sẻ nhá. Đây anh Phạm Đình Trường. X135 giá sao? Cho em một xíu em lên X135 luôn ạ. Phạm Đình Trường hỏi đời từ 2011 trở lên nhé. Anh hỏi SH nhập đúng không ạ?
Quê đơn nhà em đang không còn. Vâng, anh Nguyễn Hùng Thái Nguyên, 4 triệu được không? 5 triệu rưỡi anh ạ. Có luôn anh ạ. Gia Lộc một chút thôi. Vision em cũng có luôn anh em nhé, Dream đi chị, Dream thì... Anh Tuấn Vũ có Dream đấy, vâng, em chúc ra. Em lên anh em nhé, anh em chờ em một xíu mọi người nhé. Đây rồi, các anh em hỏi rất nhiều. Anh Tuấn Vũ SH đấy ạ. Rồi, em sẽ ra SH nhé, SH ngay sau em ra thì rất dễ. SH nhập chờ em một xíu nhé, em anh quay Nguyễn hết Thị một Bích Ngọc có xe Vision không? Đồng đường. Lại rất nhiều trên tầng 2, đủ các bảng. Sáng em vừa like đấy, anh em xem lại cái like sáng giúp em ấy. Đấy. Viva máy nguyên không em, chắc không, không nguyên đâu anh không em ơi. Nhưng mà máy êm, máy êm chất. Chất lượng thôi, đồ đàn nó còn cứng cáp thôi. Đầu bò nó lại khô, em có quay cả đầu bò anh có thể xem chứ nó không ướt nhề ra như một số những cái dòng xe Viva nó gọi là chảy dầu. Nhược điểm Viva là hay chảy dầu và khói. Trước đây đầu bò rất khô. Tháng 11 thì phải, hay tháng 12, 2022. 3.000 cây chạy chuẩn S. Các bác có thể nhìn từ xa cái độ ánh của cái những cái chi tiết đây. Những cái xe mà bọn em hay nói ánh kim bảy màu là nó ở những cái chi tiết nó có sơn mạ. Đây các bác nhìn này, rất rất ánh đẹp. Đúng không? Rồi, cháu nhìn chân nan này. Quay lên cả chân nan cho các bác xem. 98 triệu bán rồi em ơi. Ốc trục này, máy đang nổ thì không có gì để chê. Lốp thì khẳng định là còn zin rồi. 2022, những năm cuối cùng, tháng cuối cùng của xe 2022. Đầu bò là trắng trắng phau hay gọi là trắng phốc luôn. Đúng không ạ? Tem. Tem này là tem của những năm 2023 là thịnh hành đây này, tem zin luôn. Tất cả những chi tiết các bác có thể đến xem này. Đấy, phần niếm các bác cứ nhìn phần xước này, bị treo đồ mà, rất hay bị xước ở cái khu này, hoặc để chân nhiều cũng bị xước. Đấy. Ra máy cũng thế, không nắp lốp bảo vệ máy mà nó chưa có chảy xước gì, chứng tỏ chủ đi rất ít, hoặc là cần số, cần phanh, đấy, đều còn ok. Chân trống, cái độ mòn của cái chân trống này các bác có thể soi, rất dày, đấy, dày chưa? Chân trống, để chân sau, đấy, cái xe lướt thì mình thực ra là quá tự tin để giới thiệu ánh kim bảy màu, hụt còn nguyên bảy màu, nguyên bảy màu. Hộp xích, chân nan, vành bánh, zin hết. Cuối 2022. 2022 3.500 cây anh em nhá. Biển là 29E2 92396. Đúng nhu cầu của bác nào hãy chốt thật sớm giúp em. Nhất rồi. Là những bác hợp màu đỏ, mệnh đỏ hỏa anh chẳng hạn, đúng không ạ? Mới quá còn gì. Tươm luôn anh em nhìn này. Úi giời. Rồi anh em nhìn này. Đấy, quá là mới luôn anh em nhá. Một tháng 12 năm 2022. Đây, lốc sần anh em nhá. Đấy, có hơn 3.000 cây thì chưa có gì phải lăn tăn đâu ạ. Anh em nào thích tháng 11 mà, tháng 11 vâng, 2022. Màu đỏ cho em ạ. Gương còn theo xe này, các bác nhìn mép gương chưa một lần quẹt tường này. Đấy. Thôi, bên này có một chút. Đấy, không tránh được các bác ạ. Hay để xe sát tường nhá. Cái cụi vào cái là thực ra ta xe chưa chạm đến, nhưng cái gương này là chạm đến rồi. Đấy, nên là em hay nói là gương mà chưa xước thì đúng là hiếm có. Bên này thì đúng là chưa xước thật. Đấy, rất rồi, đẹp. Rất là nhiều anh em đang hỏi 17.500. 17 triệu 500 nghìn anh em nhá. Thôi, đấy. Cũng phải dành cho những bác có nhu cầu xe lướt, những bác mà xác định là lấy những chiếc xe có biển sẵn Hà Nội đi luôn. Chứ nếu các bác đưa lên một cái bàn cân so sánh với xe mới thì em cũng khẳng định những chiếc xe lướt này không lãi được quá nhiều so với những chiếc xe mới. Đây là cái sự thật, bên em luôn bán xe lướt, em cũng báo cho các bác nắm bắt được như vậy. Đấy, những bác ở tỉnh cần một chiếc biển Hà Nội chạy ở trên này vài năm xong về quê công tác hoặc về quê sinh sống, bán lại bán cho bọn em hoặc là rồi. Đi bán lại nó anh không em bị mất hỏi. Giá nhiều. 350, hiện tại 350 có thì à. Em còn một con SH 350. Đúng rồi. 17 triệu 500 các bác nhá. Exciter 135 nhỉ. 17 triệu ok không anh? Đời không như là mơ. Quay A nó. Mỏng anh em ạ. Mỏng như gọi một là... tờ polymer. Gọi là lộc láo với anh em một xíu xíu, vâng, một chút chút lấy may thôi anh em nhé. Còn dọn dẹp lên nữa đúng không ạ? Mua thì không trừ được nhiều, công cán cũng gọi là mất 1-200 cho anh em gọi đánh xi lau rửa. Công đội ngũ livestream rồi dắt xe marketing đâu đó cũng loại một chút đấy, nên các bác cũng hết sức định thông cảm những dòng xe lướt. Đúng không? Anh Cường Lê, Hà Nội không mưa, hiện tại Hà Nội em chuẩn bị cũng mưa sắp rồi đúng không? Coi oi và nóng nóng rất là oi thời tiết, rõ ràng là trông không có ấy nhưng mà oi lắm anh em ạ. Rồi tiếp theo một chiếc Xtime 135 dành cho anh em nhé, anh em nhé. Hợp lý không? Hợp lý không? Các bác thấy cái tem 135 màu xanh trắng ở những năm đời 2013-14 rất đẹp đấy. Đây tem zin nhá, các bác có thể sờ chưa qua em hoặc ạ. Sờ chưa qua mưa. Tem này, nhìn này, cái tem zin này, máy cũng là còn nguyên, tem zin đẹp. Hôm em mua một lúc hai cái, rồi cảm ơn anh đời. Chân là còn theo này, các cái hộp đồ sần này có sờ ba sơn si lại rồi nhá, đấy, vành chỉ dán nhưng vành vẫn nguyên bản. Biển 35B1 61172, yên hay tay sách hay đồ sần có sơn nhưng mà đồ nhựa bóng và tem là còn nguyên bản, máy là còn nguyên bản, Oppo là còn nguyên bản đấy. Viva em vừa like một con 5 triệu rưỡi anh Lê Nhật Minh ơi. Vâng. Con này giá sao? Rồi con vâng. Này. Máy các bạn thấy tiếng máy zin chất không? À rồi em ở Ba Vì. Dạ vâng ạ, em chào anh, lấy xe gì đấy anh? 08 À, anh Bảo Hoa em
Một chiếc 2014 các bác nhá, 2014 rồi, đăng ký tháng 1 2014, 12.300.000. Rồi. Đấy. Nhược điểm em nghĩ chắc là lăn tăn một vài bác sẽ ngại cái biển tính, nhưng mà thôi, những bác mà cũng không quá cầu kỳ, chỉ xác định là một chiếc côn tay giá yêu 13 12 năm à 12 3 là em nghĩ giá rất hợp lý, giá cạnh tranh với Way rồi. Máy zin nhá, nhớ cho em là máy zin sơn tem này. Đây này, các cái phần sơn nhựa ấy ạ. Anh em giúp hồ sơ khóc thoải mái, đều là nguyên tiền. Để cho quay lại mặt bàn thờ này một lần nữa cho các bác xem những cái chi tiết tay nắm này là còn nhá, vẫn nắm tay nắm cho chị vào con SH nhập ốc này, ốc này đổ sần này. Rồi. Đều còn hết đấy, máy nổ suốt này. Rồi, bọc yên sơn tay sách thôi, làm mới thôi. Rồi anh em nghe tiếng máy của em nhá, 135 ạ, 12.500.000, hợp lý lắm rồi. Bác nào mà đang trên đường mua Way có thể quay xe sang xem mua xe luôn, giá gọi là cạnh tranh với Way. Ngày xưa thì đắt gấp đôi, bây giờ thì còn cạnh tranh thôi. Rồi, chắc là tí chút em bật điện trong đi, bật điện trong hết lên. Trong và trong sợ tối. Hà Nội chưa chuẩn bị. Em thấy cô Cương to lắm rồi. Vâng. Em ơi, quay nhanh mấy con này đi, không mà nghĩ là không ổn đâu. Không ổn. Tình hình không ổn anh em ạ. Trời mưa không ổn đâu. Bắt đầu có những dấu hiệu của gió nổi lên rồi. Nổi gió rồi anh em ạ. Nổi gió rồi. Rồi, những chiếc xe quốc dân, những chiếc xe thông dụng. Vâng. Bản đăng ký anh em nhé. Dọn dẹp rồi. Có spa sơn si lại cho các bác nào thích những chiếc xe gọi là đẹp, chính xác gọi là đẹp. Còn về độ mộc, độ nguyên bản là không còn được nữa vì đã dọn rồi mà. Tem dán lại rồi ạ. Đấy, có sơn tỉa hai cái nhiếm và dán lại tem. Bọc yên. Có sơn qua những cái vị trí như bầu lọc gió. Ra máy thì còn. Vâng. Và nhược biển 17. Rồi, giá cũng hợp tình hợp lý anh em nhé. Biển 17B5 12826. Bên em có thể tất cả những dòng hồ, bên em có thể rút hồ sơ cho anh em đầy đủ mọi người nhé, nhưng mà mọi người mất phí cho em những cái dòng ít tiền này, theo em khuyên chân tình anh em không nên rút đấy. Có anh em thích rút, bên em hỗ trợ rút hồ sơ cho anh em, nhưng phí 17.500.000 các bác ạ. Bây giờ động cơ lết 125, giá rất hợp lý rồi ạ. Giá bác nào đang cần mà nội vẫn chưa mưa rồi cho em nghĩ là sắp rồi. 17.500.000 nhá. 2013 chắc nhanh em có ạ. Sơn rồi nhanh, đấy, không dọn không rồi thì các bác đỡ phải dọn, đúng không ạ? Dung mơ hiện tại em đang không còn nha anh em nhé. Vâng, anh đã cọc mất một chiếc rồi. À, Blade Thái cam đen nào không cũng rồi. Vừa có con màu đỏ đen anh Vương Nguyễn ạ. Nhưng mà 59 triệu cơ. Đấy, nếu anh muốn con xăm banh thì nó có 28 triệu 500 thôi. Còn con màu đỏ đen thì nó... Xuất sắc. Nó là lúc còn zin là... 2011. Đúng rồi. Rất đẹp bác ạ. Có đấy. 59 triệu thôi. Đấy, anh em nào phải thực sự đam mê. 12 có được không? Anh đang chốt con... XI 12.300.000 với 12 anh gần tới rồi. Chắc là ok em đấy anh em, vâng, 200 em nghĩ là có thể giao dịch được. Vào việc anh đặt cỏ nhá. Gần như giao lộc được anh nhá. Rồi anh cứ liên hệ trực tiếp với số hotline trên kia cho giúp em nhá anh em nhá. Con biển 17 giá bao nhiêu? Giá 17.500.000. Con AB 17 vừa rồi anh Bảo Quốc nhá. Anh có thể 13. Cân đối dòng Ablet máy 125 xem sao. Anh Đinh Khoa ở Bắc Giang mưa rồi. Dạ vâng, chắc sắp đến Hà Nội rồi ạ. Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Không vắng anh Sơn Vũ Thanh Sơn ạ. Em nghĩ là mùa này sáng một trận rồi, chắc chiều chuẩn bị trận nữa. Đặc sản mùa này rồi chứ không có vắng. Classico anh em nhá, của Yamaha, em rất like nhanh. Quả gương zin này, các bác nhìn quả gương zin được chưa? Đây cháu đi một vòng cho bác. Hàng mạ chrome, bản Classico 2007-08. Đây. Đúng rồi, những chiếc có dọn dẹp qua rồi để cho các bác nữ có gọi là nhu cầu cần một chiếc xe nhỏ nhỏ xinh có thể lựa chọn mẫu này. Ưu điểm là nhỏ, xinh, giá tiền hợp lý. Tem zin này, các bác nhớ cái tem cánh này, tem cánh yếm zin này. Đấy, đẹp đúng không ạ? Logo, tất cả những cái vị trí này nó đều còn hết. Còn nhựa thì sơn nhá, nhựa có sơn lại rồi. Mio Classico 29X6-7457, giá 7 triệu. Bác nào đang thích một chiếc Classico 207, nhắc lại, bao giờ cũng thế, nó là form nhỏ nhất và cũng là form nhẹ. Nhỏ nhất thì em không dám nói, nhưng form nhỏ, form nhẹ dành cho các bác có những cái nhu cầu cần một chiếc xe gọn gọn đi lại trong phố thì em thấy hợp lý. Gương này còn zin này, đồ là còn theo xe, nhưng sơn si là có rồi ạ. Đấy nhá, máy thì các bác có thể yên tâm. Hàng Yamaha chạy em thấy bốc hơn Honda chứ, đúng không? Đấy. Rất hợp lý. Mưa thì lùi lần trên này. Vẫn chưa mưa các anh em ạ. Đức bảo chưa mưa, khi nào mưa thì mới rút quân. Mưa thì chạy trên. Đúng không? Rồi tiếp theo ơi. Đẹp quá nhỉ, vẹt bà lợi ích mà anh em thấy được không ạ? Đấy, cũng một lần em có thể không cùng... biết ăn thịt chó khổ.
cùng một lần trải nghiệm với kỹ thuật của đội ngũ xe máy Hoàng Kiên dọn xe. Các bác thấy một chiếc Vespa LX đẹp, cái xóa này, sinh nhan này, logo này, tem này. Đấy, giám đốc lần này chỉ đạo tăng cường dọn nên các anh em dọn cũng rất ra gì và này nọ đấy. Rồi. Đẹp các bác ạ, một chiếc LX dọn đẹp, sơn rồi ấy ạ. Sơn lên đồ dọn đẹp như này là em đánh giá là tay nghề đội ngũ kỹ thuật đã lên tay rồi. Đấy, dọn kít như này mà nó không có hóp hiếc gì cả. Sắt nhá, sắt nhá. Rồi. Đấy. Rồi, chuẩn bị vào trong nhà. Lên lấy biển. Biển 38 anh em nhá, 2213 đang anh em đang nháo nhác vì mưa vì gió. Rồi, giá bây giờ không rẻ được hơn nữa rồi các bác ơi, 7.500.000 thôi. Rồi. 209. Đấy, dọn đẹp thế này mà cũng 7.500.000, không mua xe này thì mua xe nào các bác ạ? Mua ngay cho em, về tặng bạn gái cũng được. Đấy, về coi như là tầm này các bạn gái đi thì ít chê, đẹp mà, sang, đẹp có, sang có. Giá rẻ đúng không? 7.500.000 để chi phí đầu tư dọn một chiếc LX. Bác nào đã từng đi bảo dưỡng cái LX ở trong hét có thể cho em ý kiến. Không rẻ một tí nào. Toàn vào ra đôi ba triệu là chuyện bình thường đấy. Vâng. Để mà lên được những chi tiết này các bác nhìn đúng không? Nguyên cái công sơn tùm gần 2 triệu, lắp thêm các cái lèm viền này này, cộng lên chóa lên sinh nhan này em sợ là phải đến 3 triệu không hết được, không đủ luôn để vào xe này đâu. Nên là giá 7.500.000 là các bác xác định mua tiền dọn thôi. Lãi không tiền xe tiền biển. 7.500.000 nhá. Bác nào 7.500.000 gửi về Hải Phòng cho em. Chốt nhanh cho em. Thêm cho em mấy trăm tiền chuyển đổi nữa là ngon. Đấy, máy. Cái 2018 bên em có nha anh em nhá. SH nữ máy móc thì ngon lành gành đào đấy ạ. Đúng rồi. Máy thì ok. Bảo hành máy cho các bác luôn. Vâng. Rồi tiếp theo anh em nhá, một chiếc xe lít đời vành gồ chân chống điện cho em ạ. Đấy, màu này nâu. Này nhà em này có vẻ hơi nhiều màu nâu đúng không nhỉ? Ừ, đấy. Anh Phạm Đình Trường SH nhập, em còn đầu máy 103 thôi anh Trường nhá. Có 81 đẹp không? Có anh Hùng Chọc ạ. Anh Phúc phấn zin không biết anh hỏi xe gì. Mấy chiếc tầm tiền chung vừa rồi là em sợ không zin ở đâu anh ạ. Nó lợi tầm đấy thì nó chỉ dọn lại là nó dọn lại thôi, không zin được anh nhá. Rồi. Cháu có thể rồi. Đi quanh chiếc lít gọi là màu hơi nhừ một tí. Không lo anh em ạ. Nó sơn lại, trùng. Sơn lại cánh yếm thôi. Có sơn lại yếm và dè. Đấy, còn lại phần đầu van thờ này, quay lại cái phần này là sơn zin này. Các bác có thể phân biệt cái lớp sơn zin nhá. Cũng được đấy ạ, không đến mức xấu lắm đâu. Còn đây là sơn lại này, các bác có thể nhìn trên camera em sợ hơi khó nhưng mà đây thực tế là cái này sơn lại, cái này sơn lại, cái này sơn zin, cái này sơn zin. Đấy. Được chưa? Có sơn tỉa lại nhá. Hàng đây, tem dán lại này, các bạn dán này còn lỗi này, còn cong vênh cả cái đuôi chuột này, nó có mỗi cái đuôi chuột này cong vênh. Rồi, tí nữa sẽ dọn dẹp để chân này, ra máy này. Ra máy và tay xách thì cũng sơn lại rồi. Lít 110 đã dọn đẹp, sơn xi lại. Hàng coi như là kê lên mâm. 29H11972 anh em nhá. Vành gồ chân chống điện này, bản chân chống điện, bản tem chuột đấy 2012. 13.500.000. Yên này là còn yên zin nhé các bác này. Đấy, cái yên theo bao nhiêu năm tháng này. 2012 mà, đúng không ạ? Cái đồ sần này là còn này. Các bác nhìn cái đồ sần đẹp đúng không ạ? 13.500.000 ạ. Được anh em nhá, nếu mà anh em muốn gửi về đâu cũng được ạ. Nhưng mà phí anh em mất cho em nhá, giá em bán tại cửa hàng là giá đấy thôi ạ. Con gì nhỉ? Con LX vừa xong là 7.500.000 là bán tại cửa hàng. Nếu anh em nào vâng. Quan tâm thì mọi người có thể thêm tiền em ship cho anh em luôn, về tận nhà luôn mọi người nhá. Vâng, 13.500.000 ạ. 13.500.000 đời 2012, bản vành gồ chân chống điện, máy chất ngon lành cành đào luôn. Đấy, xe đã sạch sẽ ngon lành rồi, anh em yên tâm để chất lượng cho em nhá. Anh em yên tâm máy này. Máy càng đúng không? Máy zin luôn, cái tiếng máy này các bác không bao giờ bỏ qua được những tiếng máy zin. Đanh, chất, bốp rộng, tiết kiệm xăng. Hình thù và cái màu sắc thì lấy thì máy con đấy chắc là không muốn zin đâu. Không zin, em bảo zin anh em vâng, nhá. Rõ vâng. Rồi mà. Vẫn chiến đấu ở dưới được đúng không? Thấy em lai nhanh anh em ạ, lai nhanh không sợ nó mự to ấy. Lít thì hình thù nó hơi đuối một chút, hình thù lít hơi đuối một chút thì các bác có thể cân đối chọn sang mẫu Vision. Đây là một form dáng được các chị em nữ hoặc các bác chuộng và chọn rất nhiều. Đơn giản thì nó là kiểu mẫu đẹp gọn, máy 100 rất là nhẹ nhàng đi lại, cái chiều cao cân nặng hay là trọng lượng đều cân đối hết. Chiếc này thì em mới nhập hôm qua, thấy nó cũng vuông vắn nên là thôi đưa lên live phục vụ các bác luôn, cũng không đầu tư thêm dọn nữa. Nên là chi phí bên em bán trên live là những chiếc xe mộc chưa bao gồm dọn nhé các bác nhé. Nếu các bác cần dọn đẹp thì có thể không sao, cứ bán xe mộc thôi, còn phải chỉnh qua cái phần gọi là động cơ một chút. Em biết chiếc này, cái này hôm qua bạn Hòa mua có lỗi
sao nóng máy lên thôi, con này nóng máy lên thì nó hơi kêu đầu một chút. Đấy, còn để nguội thì thực ra cũng chưa đến mức độ các bác phải phải nhấc cả gọi là cả biên ra chỉnh lại đầu bò nóng máy nhá. Đấy, bác nào cần nó êm hơn thì yêu cầu kỹ thuật bên em nó xử lý. Còn đây là em cứ lai mộc càng này, vành này, gòn này, đấy, sơn này, để nó gọi mộc mà mộc thì các bác cũng phải chống nhận nó hơi xước tí này, xước này. Đấy, cháu đi theo bác nhá, cái vị trí xước này có xước xác được cái là bản đời cao, tem nổi này, tem nổi, vành trắng, lòng vàng. Đấy, các bác có thể phân biệt lòng Mỹ Yên nó cùng màu đó. Để chân này thiếu cần khởi động nhá, da máy này cũng sơn lại rồi, vành thì còn. Đây là các cái sinh nhan này, các cái đèn hậu này. Đấy, nó còn được những cái này là tiết kiệm tiền rất nhiều đấy các anh chị em ạ. Em nhớ hình như là 450k một cái nắp hậu, sinh nhan này 300 350, bây giờ lên 350 rồi, đắt lắm. Biển 20. Rồi. Anh em Khánh Nguyên mọi người nhá, giá thì hợp tình hợp lý thôi. Đấy, bán nguyên thế này luôn, chưa dọn, chưa bao dọn cho anh em nhá. Nếu mà bao dọn thì anh em thấy anh em nói là hiện tại là không có vấn đề gì. Đúng rồi, nóng máy lên thì các bác phải chỉnh qua cái đầu một chút. Đấy, đầu vì dòng này nó chạy nó gọi là hơi kêu đầu bò. Đấy các bác cứ nắm bắt tháng 10 2014. 11 triệu, chưa có bao dọn dẹp gì nhá. Đấy các bác lưu ý là chưa có dọn dẹp gì. Lấy mộc 11 triệu giá 2014 em nghĩ là giá rất phù hợp đấy. Đấy. Nếu mà các bác xác định đẹp hình thức thì phải thêm cho em một chút nữa. Tầm 500 một triệu hình thức, chỉnh qua cái đầu chắc cũng phải mất tầm khoảng đâu đó triệu nữa. Đấy thì hoàn thiện ngon lành hết. Còn không thì các bác để nguyên như này đi cũng được, đổ dầu máy đều đặn vào. Vâng, đá rim Việt 2013 giá bình dân còn khoảng bao nhiêu? Tầm 2 có đấy, nhờ dòng đấy nó đẹp hay 20. Không đẹp, zin hay không zin nữa 30. Các bác ạ. Trong nhà em hình như zin Việt em còn mà. Vâng, Vision 2022 có nhá anh em nhá. Hơn 30 anh nhá. Đấy, phải ở cửa đấy anh mới lấy được cái bản 2022. Bao nhiêu ạ? Con Vision 11 triệu, siêu bao dọn. Đấy, em vừa mua về em chuyển sang tay luôn cho bác nào cần một chiếc Vision gọi là hình thức hơi xuất sắc. Máy thì vẫn chạy được, chưa nhất thiết phải dỡ ra cái phần cơ đầu, phần đầu. Tóm lại là con đấy theo chị vẫn phải xử lý để bán. Đấy, nếu mà anh em mà lấy thì chắc là bán được 11 triệu đúng không? Vâng. Con đấy xử lý dọn đẹp chắc là nó phải tính lên tầm khoảng 12 triệu mấy trăm đấy. Phải đến gần 13 triệu. Đấy, 12 triệu 500 đấy. Cả dọn đẹp cả phần đầu là phải lên đến 12 năm 13 triệu bác nhá. 12 năm đấy anh em cứ xác định cho em tầm đấy. Em bán không nguyên như thế là 11 triệu. Còn là xử lý đầu bò dọn dẹp sạch sẽ ngon lành nữa chắc là tầm khoảng hơn 1 triệu nữa đấy ạ. Anh em thích... vâng, rất nhiều các anh người... em đang hỏi. Anh... Mọi người tự về có thể là có mà, nhiều các bác tự xử lý được. Xử lý và nhiều các chị em thì bảo là thôi nó kêu nhẹ thì kệ, nào kêu to xử lý cả thẻ. Đấy cũng nhiều chị em không nhất thiết nên tại sao những các xe máy của chị em đi là hay hỏng nhiều là em gặp cũng bị đấy. Còn anh em đi thì nghe tiếng kêu có chịu là kêu. Mốt hay là SS cao anh ơi, SS cao đây 2023 vẫn giá tầm trên 70 anh nhá. SS mốt thì tầm khoảng trên 50. Đấy, nhà anh bán trả góp không? Có trả góp anh ạ, nếu mà xe cao cao tiền có trả góp. Có Vario, hiện tại Vario hiện không tại còn không còn con nào anh ơi. Anh em không đọc được tên từng người một. Tại đây, nhiều các bác hỏi bên này, anh Dương Trần cho mình xem xe VEC 37 triệu. Em vừa like rồi anh Dương Trần. Vâng. Anh Nguyễn Xuân Tín đang kìm con DD. Em không còn anh Bá Tước Nam Định nhá. Vâng. Còn nhà anh mình ở đông, đâu vậy? Đông nhất. Nhà em ở 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội nha anh em nhé. Anh đánh lên chợ xe máy Chùa Hà. Thiệp dạo này ăn nói. Vâng, em cũng học giám đốc dần anh ạ. Vâng, có kéo Winner, tung váy chị Dung kìa. V 3. anh Lương anh nhắc thế. Nam Định mưa đang to. Vâng, rất là nhiều anh em đang quan tâm có xe nào tầm 6 triệu không anh chị? Đi ba em có 50 rưỡi mà. Vâng. Rẻ đúng không ạ? Vâng. Xe đẹp quá chị ơi. AB 150 giờ giá bao nhiêu? Tầm 40, hơn 40 một chút ạ. Vâng, Future 1 giá bao nhiêu? Future 1 thì anh em đấy, có luôn, tí em báo hơn chục thôi. Hơn chục triệu một xíu anh em. Nên AB Thái em vừa mới lên mà anh chị, SH giá bao nhiêu? SH anh phải cho em cả SH giá nào ạ? Có em nào 500k không? Anh Hoàng Kiểu, 500k thì không có anh ạ. Nhưng có một lần sếp em có live stream tặng luôn một chiếc Revo em vẫn nhớ. Rồi. Cửa hàng của Yamaha thì phải. Anh rồi em anh em mà con mượn nó không ok, em không xin phép, em không đọc comment anh em nhá. Anh em cố gắng, tại vì bọn em bán hàng nên em cố gắng hoan hỉ giúp em. Vâng. Bán hàng thì đương nhiên đồng nghĩa cái việc là bọn em live stream trực tuyến là cái giá hàng thật, người thật, việc thật. Vâng. Cho em. Đấy, anh em nào mà không hoan hỉ, không vui vẻ về vấn đề này mọi người có thể ra live stream trực cho em cũng được, không sao cả. Đúng không? Rất thực tế đấy ạ. À. Cũng mong các bác có bớt chút thời gian có thể đến trực tiếp địa chỉ 52 phố Chùa Hà. Đúng rồi. Đấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Để được trực tiếp đội ngũ mua và bán xe máy Hoàng Kiên trao đổi tư vấn
những sản phẩm anh chị em đang có nhu cầu cần mua. Vâng. Cũng chưa nhất thiết phải mua, đúng không ạ? Cứ cần mua đã, cần tư vấn. Tham khảo mà anh em mất tiền. Hết để mất phục tiền. Vụ các anh em nhà mình. Cố gắng là mất tiền mình cứ tham khảo bình thường mà, có gì ra đúng giờ live stream để được lên sóng một chút, lên có những cái nhận xét nhất định là thực tế là thật để giúp bọn em có những cái nhiều khách hàng nhìn một cách khách quan hơn, đúng không ạ? Rồi, ok. Rồi em sẽ xin phép tiếp tục ạ. Giới thiệu nốt cho anh em nhá. Future 1 để lên giá cho các bác nhà mình. Một chiếc màu nâu, một chiếc màu nâu. Rồi. Nhìn qua là thấy tem zin rồi. Vâng, nó không mưa tem anh zin ạ. Nhưng mà nhựa có một vài vị trí cũng gọn rồi nhá. Các cái tem zin các bác nhìn cái vết xước này, cháu nhìn gần vào đây thì các bác nhìn không gần như thế. Rồi. Nó vỡ này, các bác nhìn này vỡ này, nó vỡ này tem zin đấy ạ. Có sơn, yếm và dè trước có sơn nhá. Em có sơn tem zin này. Đấy. Được chưa? Để cháu cứ quay một vòng. Rồi, Future 1 yên bọc này, có rồi. Sơn tỉa lại rồi này. Được cái bộ 29, tem. Đời 2003 anh em nhá. 29P3 6830, một chiếc màu lông chuột, xám lông chuột cho em ạ. Đấy, anh em nổ máy luôn có cho anh em. Có tỉa lại một chút, được cái máy nhá. Máy zin các bác nghe tiếng cắc không? Mất hai cái nhiếm này. Và cái dè trước là có sờ ba lại. Đây cháu quay lại cái đầu bò cho các bác xem lại một lần nữa. Rồi. Tem zin, máy zin và dàn ốc trục, nhắc lại cho các bác là cái dàn ốc trục này. Ốc này. Đấy, bọn em mua xe những dòng xe cổ hết sức chú ý vào ốc nhá. Đấy, ốc này, có là chân nan này. Có vàng này. Đấy, ốc và chân nan. Da máy này. Đấy, đồ nhũ chiếc này là điểm cao đây, chịu khó lại. Đấy, không tảng. Các bác nhìn này. Đấy, hoặc cái càng trong này. Đây nữa này, cái sau này. Đấy, cái dàn ốc này. Bác công nhận không? Cháu phải ngửa lên để nhìn các bác nhìn xuống dưới này. Để các bác thấy được cái dàn bên này đẹp đúng không? Các bác nhìn bên này. Đấy. Rất đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Dàn mai ơ ốc trục báng. Đấy được chưa? Tất cả các bếp đều được nhìn thấy. Rất đẹp đúng không ạ? Rồi. Vành bánh không có hoen gì hay là thủng tí nào cả. Tem tiếc cũng vẫn còn zin. Đây quay nốt cho. Tỉa mất tí nhựa thôi. Có nhựa là tỉa là em phải báo cáo luôn. Rồi, tem vẫn còn zin anh em nhé. Tem này hai bên tem vẫn còn zin. Rồi, mặt bình xăng cũng vẫn còn zin theo xe luôn. Rồi. 2004 bản sinh nhan trắng cho em ạ. Anh em nào mà quan tâm 6830 đúng đời đúng biển, 23 triệu một chiếc máy zin, sơn có tỉa, tem nhũ đẹp. Tức là tem zin thì nó đẹp rồi đúng không ạ? Sơn rồi. Có tỉa em tả rất kỹ. Nhũ đẹp, nhũ chiếc này được đánh giá cao. Chân nan vành bánh đẹp, sáng không có hoen gì thì cả. Đấy. Màu có ghi. Xám lông chuột. Rồi, xám lông chuột. Rồi, anh Hoàng Thịnh có xe ly lý vun không chỉ dùng. Không biết rồi. Em không hiểu anh, câu chị anh đọc dài quá. Rồi. Vâng. Suzuki GZ hay là gì ạ? Ông Đam, Zin Thái tầm trung giá bao nhiêu? Máy chạm hay máy zin thì anh báo nó dễ hơn. Bao nhiêu tiền vậy? 23 triệu trước này ạ. Quang Vũ nhà mình có một con mèo cũng màu lông này. Máy zin anh em nhá, máy zin. Mèo con mèo là lông này là đúng anh ạ. Anh Quang Minh, xe này quay lâu vậy ạ? 23 triệu anh em nhá. Em vừa mới quay xong mà anh Quang Minh, chắc là tại đứng nói chuyện thôi ạ. Rồi em sang xe khác nhá. Rồi. Tại vì lúc nãy nhấp thì sợ thời tiết nó bị là lại sáng rồi. Đấy, nó bị sáng. Kéo đen. Đúng tưởng rồi. Mưa có nhưng bây giờ nhưng lại mà có gió không sợ. Khi nào mà cơn mà lại không có gió thì mới lo đúng không ạ? Đây thấy thời dự báo thời tiết báo vậy. Vâng, các bạn nhân viên gửi hình ảnh chat với anh Thích Thiện Tâm cho chị nhá. Dạ. Vâng. Con xe Fuel. Fuel em còn cả con màu đỏ không biết còn không nhỉ? Màu đỏ, Future 1 màu đỏ. Em không nhớ chắc còn đấy ạ. Hôm qua em có gửi cho một anh nhưng chưa thấy cọc. Cũng biển 33, đợt này bị Phiêu biển 33 rất nhiều. Cũng nhỏ là các bác gọi là Hà Tây ngày xưa chơi Phiêu 1 nhiều hơn cả ở ngoại thành này sao ấy. Toàn thấy biển 33 ra bán rất nhiều. Rồi. Vec 3 LX trước lúc trước thì đẹp, giá rẻ nhưng mà không có phun xăng điện tử, tiết kiệm nhiên liệu nên là tốn nhiên liệu. Thì các bác có thể cố thêm một chút, vẫn đẹp nhưng mà đắt hơn thì lại được tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đây là một bản LX đấy, chế FI nhá, các bác hình dung nó là chế FI. Đấy, cháu bán đi một vòng quanh xe. Không, bán đẹp. Nợ gì, biết xôi lạc ở đâu mà bán nợ. Gì đẹp. Ôi, đợt này kỹ thuật Hoàng Kiên dọn xe rất đáng tin tưởng luôn. Các bác nhìn thấy, sau một thời gian xếp lên chỉnh đốn là ghi nhận là những chiếc LX đẹp. Cái viền xe nó đanh. Em có đổi xe cũ nha anh em nhá. Dùng trình năm anh kiểu. Chắc lắm. Xe bình thường của anh em mua toàn thế nhựa bọc nhưng mà với Vec 3 LX nó là thép này, là sắt này, các bác nhìn là thép này. Ấy nghe tiếng thích quá. Không có trắng anh em nhá. Rất chắc chắn, biển mạ đẹp, ni lốc chống gì. Sinh nhan, đèn hậu ngon lành hết. Vâng. Ưu điểm là đẹp. Nhược điểm thì chắc là biển tình biển thôi. Biển tình anh em ạ, à, biển Hưng Yên anh em nhá, biển 89B1
0476404. Anh em một chiếc 2012. Ôi giá rẻ thế à? Rẻ mà, 20. Chiếc này thì phun xăng điện tử bác ạ. Em còn giật mình với cái giá. Rút ra đi. 8,8 triệu cho một chiếc Vespa LX. Các bác thấy giá này thì ngày xưa mua toàn thế năm mấy mới không, 7 mấy thì chính xác nhất chứ không có câu chuyện năm mấy. Hơn 70 triệu các bác ạ. Yên này còn nguyên bản này. Các bác nhìn cái yên này có thể đoán ra cái độ chắc rắn của xe, rắn không ạ? Cực kỳ rắn chắc luôn. Đấy, các bác nhìn. Đẹp đấy chứ. Có 8,8 triệu một chiếc Vespa LX, chế FI dựng đứng nhá. Đấy, chế dạ vâng, ngang. Anh em bảo ngang máy zin luôn. Đấy, những chiếc này thì em lại xe máy được vì nó em là dòng. Anh qua mấy hôm qua. Đây em. Anh Bảo Quốc đây à? Đấy, anh vừa xem live luôn à? Anh đang xem live, vừa xem live vừa thời giao lưu em. Đúng thì... rồi, đấy, đấy. Các bác trực tiếp, người thật, việc anh thật. Anh hôm qua đang bảo là bay từ ở tận xuống sân bay từ lúc nào đấy đúng không? Vâng. Anh Bảo Quốc, anh chào anh em cái. Hiện tại là đang chỗ này 198. Trên anh là có hay xem live bên em không? Anh hay xem mà. Chắc là xem thường xuyên. Đúng không? Anh hay xem đúng không? À thế à? Em lại thấy có người đang anh ấy đang bảo là nhờ người lấy hộ. Em là em của anh ấy, em đang qua xem là nhờ lấy hộ. À thế à? Vâng. Chứ không phải là anh là Bảo Quốc đúng không? Vâng. À, đấy. Đây anh đang anh vừa nói phát là người nhà anh đang có đây rồi. Rất nhanh, rất nhanh nhá. Cái xe về. Gọi anh em tiếp cho chị. Vâng anh vào anh lấy. Rồi đây người nhà anh lên đây rồi, nhanh Bảo Quốc nhá. À. Em tưởng anh em bắt nạt nhưng mà không phải anh. Đúng rồi, thích gặp những bác đang trên live lên những anh không phải đi xem hộ thôi. Rồi, anh xem hộ thôi. Rồi, chiếc này là 8,8 triệu, tiếp tục phun xăng điện tử nhiên liệu. FI anh em nhá, 2012 màu đỏ cho em. Cái này là lên tem nhá, cái tem này là kỹ thuật hơi mạnh. Future đắt nhất bao nhiêu tiền? Future đắt nhất thì tầm hơn 30 anh em ạ. Đấy, nó không phải là đắt nhất đâu, nó cũng vừa gọi thôi. Là nó nhiều đắt rồi, giá lắm ạ. Là đắt rồi, đúng không ạ? Dạ, anh Bảo Quốc, vâng ạ. Đây. Anh em vào trong nhà rồi, anh em anh sẽ chị em nào vừa xem chiếc lưới trắng mà cảm thấy chưa mãn nguyện hay là đang có một cái màu cần màu khác, muốn cái đời cao hơn. Thì NVX có không anh? NVX bên em nhiều anh Hạo Tiên ơi. Con này ăn xăng không? Tiết kiệm nhiên liệu, tầm 2,5 lít đến 2,7 lít. Nhưng chiếc bùi ẩn 4 số lúc nãy chế cơ thì em cũng phải công nhận 3 lít đến 3,2 lít. Nhập 3,5 lít đến 3,8 lít cơ. Đây đều là bản Việt hết rồi. Thì bản này là Việt bằng chế FI 2,5 lít đến 2,7 lít. Anh có thể yên tâm về nhiên liệu, không quá lo lắng. Một chiếc bình thường dòng lít hay Vision bây giờ cũng phải 2 lít hay 2,2 lít. Dưới 2 lít là xe mới cơ ạ. Nhà mình có Jupiter V không ạ? Xin giá hiện tại Jupiter V em đang hết anh ạ. Mày gì? Thì thoảng em vẫn về những cái con xe đẹp đấy ạ. Anh em cứ theo dõi bên em nhá. Thì thoảng hợp vẫn lý. Về những cái con gọi là ok rất đấy. Rất hợp lý và đẹp nhá. 8 triệu rưỡi, rẻ thế nhỉ. Bay. Chiếc này đẹp quá. Rồi một chiếc Zerix lâu mới lên được chiếc Zerix này nhỉ. Là 8 triệu 8 nhá. Zerix này lâu thì mới lên con Zerix cứng cáp anh em. Vâng. Cái màu này, cái bản này như kiểu em cảm giác tuyệt chủng rồi chạy, thì hay sao? Rất là chạy. Nên luôn. Bác nào mà có xe nào đẹp thì gửi cho em bán. Em mua cao hơn cả đời Zerix đời sau. Đời đầu to đã cao hơn rồi nhưng đời 2014 vẫn bị thấp hơn cả đời 2011 này. Đúng. Đấy, rồi. Anh em thấy dân anh em chuộng. Đã chuộng thì em mua cũng phải cao để phục vụ khách sau đúng không ạ? Vâng. Ngày thì NVX có con nào xuống ngày hôm nay không? Nó dọn rồi thôi. Không có anh em mà hôm nay không còn. Còn trên nhà. Nhưng rồi. Mà không like được. Chiếc này chỉ là sơn lại rồi nhá. Sơn vành, sơn dè hay là sơn rồi. Chân đuôi yếm. Máy thì chỉnh rồi. Nhìn qua là chỉnh cơ đầu. Còn phần chỉnh đầu, còn cơ là còn. Đây các bác có thể xem cái gioăng giữa này. Các bác cùng xem với em nếu máy zin. Chuẩn đời. Nó có tùy từng đời, từng gem. Gem này là đời gioăng vàng là chuẩn nhá. Đấy. Tem Zerix gọi là Zerix to. Tem Zerix to đời tem 2011. Để ra máy còn nhưng các bạn ấy lau một cái lớp dầu bóng vào. Lớp này thì nó không có màu, nó chỉ là bóng lên. Nhìn nó trông như sơn lại nhưng mà là sơn zin đấy ạ. Hộp xích cũng vậy, cái vết xước này là của sơn zin. Vành bánh đều là vành gốc xi. Tem này cũng là tem nguyên bản. Yên thì bọc lại. Các đồ sần thì có phẩy qua xong rồi phủ một lớp dầu bóng. Rồi 29L116443 dòng L giới đích động cơ 110 của Honda. Form 2010 là các bác thích form này nhất đây. Rồi, 29L116443 anh em nhé. Form dáng này là nhiều anh em thích mà. Nhất là anh em trong trên miền núi. Tháng 12/2011, tháng 12/2011 các bác ạ, 9,3 triệu. Những cái giá dành cho những chiếc gọi là chỉnh đầu rồi nhá, chỉnh đầu và có sơn tỉa rồi nhưng mà được cái mẫu mã đúng không ạ? Dọn đẹp. Đây các bác nhìn cái mặt này đúng. Hơn 300 nghìn một cái mặt trên này. Đấy, thay trong các cái vị trí này nữa, các vị trí này nữa đều là phải dùng tiền dọn.
bản thân em vừa xem qua chiếc này là đã đầu tư vào 800, còn chưa biết đủ hay không. Đấy, các bác biết dọn một chiếc quay mà lên mức này là cao đấy ạ. Đấy, nên là cái giá để cho các bác bây giờ còn là 9.3 triệu, đúng không ạ? Là giá rất hợp lý rồi. Phí về Hưng Yên bao nhiêu? Tầm khoảng 300-400 nghìn, hòa nhở về Hưng Yên ấy. Về Hưng Yên phí tầm 300-400 nghìn anh em nhé. Vâng. Vâng, anh Nguyễn Đại. Giờ chào tất cả anh chị em đang xem livestream. Đẹp rồi, 9.3 triệu. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ. Chỉnh máy rồi nhá, chỉnh đầu rồi. Đấy, sơn thì có tỉa lại, nhưng mà được cái là đã đầu tư tổng quan lên làm sao một chiếc nó nhìn nó cũng vuông vắn. Mà tầm tiền dưới 10 em thấy là cũng rất phù hợp cho những mẫu này rồi. Rồi, tiếp theo anh em nhá, những chiếc Vision biển tỉnh. Đấy, biển được tỉnh. Cái form dáng, đây là gọi form dáng Vision. 9 đời... triệu anh em chốt, 7 không triệu anh em chốt. Vision. Em hiện tại là em mới báo được các cái chi phí dọn là 800. Em mua một đấy, con đi làm công trường. Cái giá có lên đồ nữa hay không cơ. Rẻ hơn hả anh? Anh muốn lấy rẻ hơn đúng không? Rẻ hơn thì anh em mua làm cái Viva vừa rồi đi. Đúng rồi, Viva tầm 5 triệu rưỡi. Còn bên nhà em có một vài mẫu như là Wazer S, à Wazer S đấy. Winner bên mình giá dao động bao nhiêu ạ? 15 là anh lấy được V1. 20 là anh có thể lấy được V2, V3 anh phải lấy được. Jupiter đèn liền không ạ? Jupiter đèn liền là con không còn được. Chắc là con đời mới đúng không? Đời mới em có 2023 anh em nhá. Em nghĩ là anh hỏi đời cũ đúng hơn. Đời cũ mới ngày xưa là đèn liền. Đây, một mẫu Vision màu xanh cửu long. Anh em nhìn cái chóa này để thấy được này, xe nó đi nó đẹp này, các bác nhìn được không ạ? Đấy, sơn xanh dọn đẹp hết được rồi. Đây cho đi một vòng quanh xe cho các bác xem. Rồi, một chiếc Vision màu xanh tím anh em nhá. Màu xanh tím biển 36 đời 2016 cho em ạ. Xe dọn sạch sẽ ngon lành hết rồi. Máy rất êm, những chiếc này bao giờ cũng vậy, được các bác tin dùng và chọn. Đơn giản vì nó nhẹ, êm và lạnh. Đây, máy tiết kiệm nhiên liệu. Cũ thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 2 lít nhô một tí thôi. Còn mới tinh có chạy có lít 7. Các bác thấy nó tiêu thụ nhiên liệu hợp lý không ạ? Biển 36B5 anh em nhá. 31619-2016 bản khóa chìa cho em. Đấy, chìa 2 chìa đầy đủ ạ. Đây anh em quay cho con quay cho cô gần này. Anh nhìn này phím này. Đấy 2015. Sạch sẽ ngon lành hết rồi anh em nhá. 2016 biển 36. Móng máy đời này chạy hay lắm. Em nói thật là mọi người là 22 triệu. Nó cũng là những cái dòng Vision giữ giá nhất mà nhiều khách hàng cũng hay có những cái lên tiếng nói sao đắt thế, sao cao thế, thì các bác cũng hết sức thông cảm. Những dòng Vision, những chiếc Vision giữa các năm em thấy nó lệch nhau có một triệu, ví dụ như là 2016 giá này, 2015 các bác lùi đi có một triệu, 2017 các bác thêm có một triệu đấy, để các bác thấy giữa các năm nó cũng lùi giá rất là rẻ, rất là ít đấy, không lỗ nhiều, là Vision lành cũng là Vision, mà tiết kiệm nhiên liệu hay là dễ đi dễ sử dụng thì Vision cũng không có thua xe nào nhiều đâu ạ. Các bác có thể tự tin, nhất là các bác nữ chọn Vision đi là gần như là phổ thông, là quốc dân đấy ạ. Rồi, tiếp theo anh em nhá, một chiếc SH350. Cao to rồi. Đẹp dai là đây. Đấy. Jupiter V không còn rồi anh bố Bon ạ, em lại cũng hết Jupiter V lúc này rồi. Dung sinh năm bao nhiêu? Anh cứ được trực tiếp đến năm 2 chị lên chị báo giá luôn. Bà báo tuổi lên luôn, mấy báo mẫu giá. Rồi. Đấy, lên mấy mẫu xe số dưới 15, quay rất nhiều. Anh có bây giờ hỏi tuổi để cho nó già người ra tốt hết. Theo em nghĩ là đừng nên hỏi tuổi phụ nữ làm gì anh em ạ. Phụ nữ không sợ hỏi tuổi tầm, mà không thích hỏi tuổi ngoài tứ tuần ngót ngũ tuần gì đấy. Tứ tuần với lại ngũ tuần cũng được đấy, có sao kiểu đâu kiểu ấy. Bình thường anh em nhở, sắp đến hết tuổi lao động rồi. 350 các bác có thể đọc thông số cùng với em ở cái vị trí này. Đấy, dòng SH mới nó đưa ra một cái tem thông số rất kỹ, rất kín nhưng không phải là rất kỹ. Còn kỹ thì xe nào cũng thế. Chú ý nhất là các bác nhìn cái dòng khối lượng bản thân này, 172 kg, các bác thấy có phải nghiên cứu nhá. Các bác nào mà tay bé, chân yếu thì cũng nên cân đối. 172 tức là gọi là gần 2 tạ đấy. Đấy, dung tích xi lanh hay là năm sản xuất thì nó có hết ở đây rồi. Nguồn gốc xuất xứ thì đều đủ, nhưng mà 172 kg. Các bác có thể hình dung một cách đơn giản như là một chiếc Vision nó chỉ rơi vào 96 kg. Một chiếc Lít thì khoảng 115. Một chiếc SH to thì 139. Thì các bác thấy sự khác biệt giữa một chiếc SH to bình thường đấy ạ, với một chiếc 350i nó đã cách nhau còn cao hơn cả khoảng cách từ một chiếc Vision lên một chiếc SH. Thì các bác thấy nặng đấy, to đấy. Nên là bác nào tốt nhất nếu có bằng A2 thì vào là chuẩn bài. Còn nếu không thì thôi cứ tay to chân to là chơi cho em. SH 29A1 31728
bản 350i. Đấy, hàng gọi là to cao đen khỏe. Đấy, to cao đen khỏe luôn, đúng không? Đen sấn mà thì để quá khỏe rồi. Kể cả các chi tiết thụt nha các bác nhìn. Vì trọng lượng bản thân nó to, nó nặng, khối lượng dung tích to cao đẹp da anh em nhá. Nó to, nó cũng phải ở một thiết kế khác giữa cái việc phanh hay là thụt hay là bán đèo hay là vào cái. Người xong luôn. Cái này là dành cho anh em cao to đẹp dai mọi người nhá. Nên em ra là không, không nhất thiết phải đẹp dai, cứ chân tay to là chơi được hết. Đúng rồi. Đậm đậm người tí anh em cao mét dưới 60 thì thôi, theo em khuyên là anh em đừng đi. Vì nếu mà đi thì nó lại đè vào người thì không. Thôi đấy là nhược điểm của nó, nhưng mà để mà các bác có công nhận với em không ạ? Càng nặng mà ra cao tốc mà đạt tầm 8-90 xe cây thì nó gọi là cứ gọi là êm ru. Chứ còn nếu mà bé bé nhẹ nhẹ như zim mà lên tầm 9 hoặc trên cao là rung là lắc là zim thì ít, nhưng mà những chiếc xe bé mỏng khác là lắc là rung, em khẳng định. Nên là cứ to cao mà các bác đi xa, đi được trường, đi dài, muốn đi xe ga thì đây là một sự lựa chọn sang rồi, nhưng lại là chất, lại là đẳng cấp khác biệt hoàn toàn. Kể cả cái băng cấp nó cũng ở một cái phạm trù khác. Anh đúng không? Có nhắn tin bên em lắp nắp hộ anh cả gương và lượn, em nhé, hỗ trợ anh chút. Đây có con gặp xe, trực con, tiếp con anh chuyển em. Lời lươn à, gương lượn gương mới lại em chuyển lời luôn rồi, bảo anh em lắp. Anh Hà Linh nói tuổi mới đến mua ai giả, dạ, anh đưa ra cái kèo em với chị 40 chứ hỏi làm gì. Cứ cho cái 50 đi cho nó nhanh nhá. 4 được, 5 được. Chị năm nay là vừa đầy 20 4... được. Bây giờ năm nay là vừa tròn 49. Cũng được, không sao cả. Chị rất trẻ anh em ạ. À, anh em cứ đến trực tiếp năm 2 nhá. Vâng, có 49 tuổi thôi anh em ạ. 49 tuổi thôi. Cái mặt em nó hơi nhầu nhầu một tí thôi, mong anh em thông cảm. Thì nói rồi mà. Em thiệp nó toàn dìm em thôi anh em ạ. Thì có hai chị em bây giờ thì đành về xinh thế đẹp thế lên cùng thì thôi, thi thoảng phải xuống tí thằng em nó nổi lên, nhưng không cuối cùng thấy toàn thấy chị Dung xinh thế rồi hỏi chị Dung là chị Dung ơi em đứng bên cạnh chả thấy câu nào, hơi thẹn, hơi ngại. Đấy. Nhiều em hẹn em lắm đấy. Đấy. Đấy chị thấy về top này nhiều em anh thiệp đâu, đẹp dài đâu, nó không đâu, dám đâu. Đọc. Đâu đâu anh con vợ nó, đến đọc đến con nhờ. Vợ nó tán cho ra nó lườm, nó lại lườm cho lại không dám ấy. Không dám, không like được. Không biết được đâu. Rồi. 29A131728. Đấy. Thông số, kỹ thuật, các thứ em báo hết rồi nhá. Anh em, chị em nào có nhu cầu, chị em nghĩ là phải anh em đấy. Chị em thì hơi khó. Thôi, tầm này thì em xuống cho anh em 106. Bữa trước 108, 107 xấu, em ra 106. Đấy. Đúng rồi. 108 vị anh hùng mà mãi không xong. Thì hôm nay coi như là hy sinh mất hai anh hùng. Còn 106 thôi. Anh chị em nào có nhu cầu thì chốt cho em. Đúng rồi, có một anh comment ở bên top, anh ấy nói là tuổi không quan trọng. Đấy. Quan trọng là anh quý em mới là vấn đề. Rồi. Đấy, mới là vấn đề. Thế chuẩn luôn đấy ạ. Phải các anh các chị chắc là cũng quan tâm, cũng quý thì mới hỏi tuổi để tiện xưng hô và có gì để tiện chào hỏi thôi. Thế em biết mà. Mà thôi chị giấu rồi thì anh chị em cứ đến trực tiếp đi. Dung ít hơn anh 20 tuổi. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Là em anh... đấy, em gọi anh bằng chú. Không, trên một giáp là gọi được rồi. Đúng rồi, chú trên... là đúng rồi, 20 tuổi là mình 20 tuổi rồi. Là lấy vợ là sinh con rồi đúng không ạ? Là ai gọi bằng anh chú rồi. Đức lại bảo là chị gọi bằng anh thôi. Đấy, thì tôi vẫn chào anh vậy nhá. 20 tuổi là gọi, nếu mà đúng là xứng đáng là 20 tuổi phải gọi bằng chú. Nhưng mà thôi, trên này mà muội bắt được gọi anh bằng anh cho nó trẻ. Gọi chú bằng anh. Gọi chú bằng anh. Đấy, cho nó trẻ. Em gọi chú bằng anh. Dạ, xin phép chú để cho chị em gọi chú bằng anh. Đấy. Rồi, đẹp không ạ? Hàng các bác nhìn một số những cái khác biệt so với cái thông số bình thường nhá. Càng to hơn này, các cái chi tiết này. Đấy. Mai sau mình mua sau, hoặc là nhà có người quen người thân mua thì có thể mình đi sâu vào xe đấy. Đây em ăn nhập khẩu đây anh em nhá, cà phê hàng gần như là những cái năm tháng 2008 là thịnh hành. Ông có cái nickname yêu sao là phán này là nguy hiểm lắm, còn anh, lâu anh này có quả này kêu thế chưa đánh ra khai thế thì làm sao mà đi xa được anh ơi. Chưa gì đã nói cái câu là yêu xong thì yêu xong là phán rồi. Đây, là... lại chị Dung xinh gái. Đấy, anh em giáp tí vẫn đúng xuân. Đúng rồi, tâm hồn trẻ mới là quan trọng. Khen. Trẻ tâm hồn thì các cụ... À, cái gì trẻ mà tâm hồn... Báo giá 350 đi. Báo rồi. Đúng 106 luôn. Rồi. Chuẩn luôn anh em ạ. Báo rồi anh em nhá. Chào hai chị em, anh chào Nguyễn Đại. Vâng, chào rất anh em, rất nhiều rồi. Các bác. Nhãn 350 giá là 106 ạ. Em 106 xuống rồi. 106 triệu anh em nhá. Vâng.
Cái quan trọng nhất là chị ơ già, tuổi em già một tí. Em thì đúng thật sự là em cũng nhiều tuổi một tí, nhưng mà tâm hồn em rất là trẻ đúng không ạ? Em nói em rất là vui vẻ với anh em là ovake rồi đúng không? Mà chị cũng trẻ phải ghi nhận như thế đúng không ạ? Tóm lại là tuổi nó trẻ, tuổi nó già, nhưng mà người nó trẻ không tính nó nhầu. Thế là khen, thế là khen hay là chê nhỉ? Cũng chưa rõ. Khen chứ ai nói chê, câu đấy làm sao có phải gửi lời cảm ơn nhá. Chị cảm ơn đi. Nhập cà phê đây. Rồi, anh em nhập nào khẩu. Nhập đến với nhập cà phê nào. Em nhìn cái la răng hoa văn lốp đằng trước này, em nhìn cứ như chưa thay đây này. Em đang nhìn không, lốp 24, lốp xịn nhưng mà lốp 24 rồi. Đấy, một chiếc cà phê này. Hàng cũng được đấy, các bác có thể. Anh em lấy xe gì lại comment ở đây để em báo với Đức nha mọi người nhá. Cái khít này, độ khít này hoặc là các cái lẫy của mang cá này, nó còn dày dặn và chắc chắn không có lọc. Xe 2010 em không còn lọc, anh em nhá. Đúng không ạ? Đây 20809 thôi ạ, cà phê 20809, sơn lại ra máy rồi. Đồ nhũ bản máy KF 150 30H6 4311. Rồi nhập khẩu 150 anh em nhá, đời 2008 ạ, biển 30H6 4311 cho em, màu cà phê. Rồi 150 anh em 150 đăng ký 209 43 triệu thôi. Cà phê rồi. Em sẽ chủ động xuống để các bác có thể tiếp cận một cách dễ nhất. Đồ sơn này đẹp. Đồ sơn này còn đấy, tay sách hay là một số những cái sơn bỏ ngoài là có dọn dẹp sờ ba nhất định. Có một sự nhắc nhở nhẹ, các bác có nhu cầu hoặc đang sử dụng dòng SH cà phê, lưu ý cho em cái kim bên trái, nó là kim báo nhiệt độ động cơ làm mát bằng nước, nên là các bác thấy nếu mà kim báo đến mức đỏ có nghĩa là cảnh báo nó đang nóng động cơ, có thể gây ra hư hại về máy. Các bác lưu ý có hai trường hợp, một là nước làm mát nó không hoạt động, hai là các bác chạy nó quá lâu nó gây ra nóng máy quá dài á, đường dây trường dài thì có thể nghỉ ngơi, còn nếu mà là nước làm mát không làm mát được thì các bác phải kiểm tra ngay, vì lỗi đối với những dòng SH nhập tất cả nói chung đều là lỗi từ đường nước mà ra. Đấy. Rồi một là nó gây ra không làm mát được hỏng máy, hai là nó bục đường nước mà chảy cái nước màu xanh ấy, không biết bác nào nó bị ấy chưa, nhìn rất là trông giật mình, bảo chảy hết cả dầu máy hay chảy cái gì ra sợ, em gặp nhiều khách hàng báo thế. Đấy. Thì các bác cố gắng lưu ý, nó cũng có một cái kim cảnh báo đấy rồi. Đấy. Còn cái việc đi mà hai cái cánh nóng này nó phả ra nhiệt, nó gây ra nóng đùi mình ngồi thì là hoàn toàn bình thường nhá. Đấy là cái mà nó thoát nhiệt ra ngoài, nó làm mát cho động cơ. Hệ thống làm mát bằng nước và quạt gió. Đấy, nó khác với những cái hệ thống làm mát khác. Rồi, 43 triệu thôi, dòng nhập cà phê 150, chuẩn nhá, chuẩn cho em là đồng. 15 đến 017 là chuẩn cà phê nhá. Bên sóng tiền bạc. Hôm qua hôm kia em có hai chiếc mà. Đúng rồi. Một chiếc 97, một chiếc biển Hà Nội, đều giá dưới 10 triệu, em nhớ dưới 10 triệu. Bác có thể báo lại màu đen ạ, màu đen. Đấy. Có thể thích biển tỉnh thì nó rẻ hơn một chút. Bên mình có copy không? Em có. Em còn sơn copy liên doanh thôi. Liên doanh thôi anh em nhé, có xe 50cc dành cho anh, các bé hiểu. Anh Nam Cubi Hoàng, xe rút hồ sơ chưa? Các xe nhà em bán chưa rút hồ sơ anh nhá, chưa bao gồm phí rút hồ sơ. Còn rút được hồ sơ nếu các bác có nhu cầu và mất phí. Đấy là các bác mất phí. Còn bên em hỗ trợ rút hồ sơ về mặt pháp lý, về mặt pháp lý ạ. Vâng. Rồi, tiếp theo anh em nhá, một chiếc màu đen. Nó lại cũng là màu nhập đen. Khẩu màu màu, màu màu đen ạ. Rẻ hơn vì rồi. Nó không phải cà phê. Cũng là những chiếc có sơn nhá. Các bác cũng không nên đặt kỳ vọng vào những chiếc SH nhập mà nó sơn zin hay là máy zin được đâu. Vì những dòng nó chạy lâu năm rồi, miễn làm sao máy êm, máy ngon, máy chất cho các bác, sơn hình đẹp, không có vỡ, không có rung lắc khi mình sử dụng. Đấy là những cái mà gọi là mình yêu cầu được thôi ạ. Còn những chiếc mà sơn zin, máy zin thì em sẽ báo cụ thể và giá thành nó sẽ không rẻ, khẳng định với các bác như vậy. Đấy. Rồi, biển số này là 29Y3 anh em nhá. 9770 đời 2007 ạ, màu đen. Nhập khẩu dành cho anh em nào gọi là thích thôi, nhập khẩu giá vừa tiền. Mạnh nhất là giá, đăng ký tháng 8 2007 32.500.000, sẽ là không thể tìm được những cái động cơ SH150 mà giá còn có 325. Nhiều lần em báo mà khách lại bảo sao rẻ thế, báo rẻ cũng là một cái lỗi, không mua, cái quả là chị nhé. Không mua. Quay chị nghĩ là rẻ là có vấn đề. Đấy, em báo cho hai anh chị một buổi tối xem. Nhưng mà em cũng giải thích là thôi thì nói chung là SH nhập lâu năm thì nó bây giờ nó sử dụng thì nó cũng chỉ còn đến mức độ giá thành như thế thôi. Đấy. Nhưng mà các chị không hiểu, cứ nghĩ SH nhập là phải đắt. Em nghĩ là cũng sẽ có nhiều những anh chị em đang sử dụng xe đều có chung quan điểm, nghĩ nhập là đắt, đúng không ạ? Nhưng nhập phải là đời nào, máy móc còn hay là đồ nó nguyên zin, chất lượng cao, nó thành xe cổ, xe đẹp thì nó đắt. Còn những chiếc gọi là nhập mà mình đã sử dụng, đã đều đi lại rồi thì nó lại là nhập bình thường thôi ạ. 33, 32 triệu 500, rất bình thường, đúng không ạ?
Giá tiền này các bác nên trải nghiệm. Côn nó vẫn vậy, động cơ nó vẫn thế, chạy nó sẽ khác, ngon chất đấy, hơn những dòng hôm Việt nay, rất nhiều. Em lại không lên được click hôm nay rồi anh em ạ, tại vì là click hôm nay không có người dắt từ trên tầng dắt xuống. Vâng. Hôm nay có mỗi mình Đức bê mâm thôi. Đấy, anh em anh có thể bảo các bạn bên số Zalo trên sếp Kiên thời gian này ngày mai anh ơi, anh Hoàng Kim Cương ơi, ngày mai nhé, ngày mai sếp lên rồi ạ. Tối nay hoặc là sáng mai sếp lên gì đấy. Vì là sếp về có việc nên năm ra là công việc thì vẫn phải làm thôi. Đầu vào là cứ Avalo một đàn vào rồi anh, xong bọn em chị Hòa Lưu này Dung nay lên live tươi mát hơn, anh gọi tiếng em dễ hơn, cảm ơn Dung nhé. Anh, đấy. Anh đang ở đâu mà anh gọi em? Vâng, em đây, em đây. Chắc nó ăn xăng lắm hả em? Không, phun xăng điện tử, nó không ăn xăng nhiều đâu anh ạ, cũng không đến mức độ lo lắng về xăng vì nó chế bằng động cơ phun xăng đấy. Có cái là những cái đồ đạc hay nó sẽ hơi nhỉnh giá đắt, đây là nhược điểm của xe S nhập. Cái thứ hai nữa là các bác lưu ý cho em được những cái đèn nhiệt, đèn báo nhiệt, những cái ưu điểm đèn nhiệt, đèn báo nhiệt này để cố gắng làm sao bảo toàn được cái máy, cái đường nước là mát ấy. Cái đấy là mình phải hết sức lưu ý cho em nhé. Rồi, Hà Nội hiện tại không mưa nha anh em nhá, đang không mưa. Rất là liền tù tì nhập à? Làm ba em nhập liền tù tì, nhưng mà có sự khác biệt đấy các bác ạ, cùng là bản nhập nhưng có một chiếc cà phê đắt, một chiếc nhập đen rẻ. Và thêm một cái mẫu nhập mới, gọi là không phải là mẫu nhập mới mà là một mẫu nhập mới hơn những chiếc vừa rồi. Bản hai đĩa. Mà mưa to thì anh em ra bắt bắt gì nhỉ? Bắt ghẹ ngoài Hạ Long. Nhiều lắm, nhiều lắm. Hạ Long bay vậy. Hạ Long bay. Hạ Long bay mà đang mưa to anh em cứ ra làm con ghẹ to ở ngoài em đấy. Em chưa được cái trải nghiệm đấy nên cũng chưa lắm bắt được. Em nghe thôi, anh nghe tình hình anh em cứ trời mưa mà ra Hạ Long. Trời mưa cứ ra Hạ Long bắt ghẹ. Bảo đi ăn ghẹ là nhiều khi nó hay có nhiều ý tưởng. Mấy anh em trai mà rủ nhau đi ăn ghẹ là nghe cũng căng căng. Rồi S hấp nhập một thời mơ ước của bao nhiêu người, đúng rồi anh. 32.500 trước lúc nãy ạ, 32 năm thôi. Nếu ngày xưa anh đã có nhu cầu muốn trải nghiệm lại đến với bên em hỗ trợ, gần như giá đấy là không sợ lỗ nhiều nữa rồi. Còn lỗ là có, nhưng mai chơi đi mai sau lại bán, mấy tháng mấy năm cũng được, có trải nghiệm mà, chơi mấy tháng mấy năm cho em đấy. Còn bác thích đời mới hơn thì lên trải nghiệm mẫu này 2010 phiên bản này, nó sẽ rơi vào tầm 2010 bản hai đĩa. Đầu máy thì như 101 thôi, chưa được 107 như của anh nào đâu. 102 ạ, được đầu máy 102 rồi, cuối lẻ 10, cuối lẻ 9, đầu lẻ 10. Coi như là xe 2010 nhá. Bản 30M2 8263, được cái là bản 2 đĩa rồi. Rồi. 2010 anh em nhá, để em đổ cho anh em nghe một chiếc màu trắng. Chết cha rồi, không nổ rồi. Hiện tại là bóp 72 triệu một chiếc S ăn nhập, bản này sẽ đẹp hơn này. Và bác nhìn cái tổng quan từ cái mặt này. Rồi, yêu xong thì yêu xong phán được anh ạ. Rồi, thế tốt, rồi. Bắt ghẹ nhà là được rồi. Tay nắm này, tay nắm vẫn còn zin đấy nhá. Nghiêm cấm. Rồi, dáng đẹp, kiểu dáng S ăn nhập. Đúng là ngồi nó vẫn có sự khác biệt. Thời mơ ước ấy. Đấy, chính xác, bác nào ngày xưa đã trải nghiệm rồi hoặc bây giờ muốn nhu cầu lại thì nên với bên em. 72 triệu thôi, bản hai đĩa. À, động cơ 125 thôi ạ, 125 thôi nhá. Chứ đúng rồi, anh Nguyễn Văn Thứ ơi, Đinh Thứ ơi, không mưa anh ạ, không mưa. Chạy ăn nhập nó cứ trồm lên. Bác anh nào có nhận này, không? Anh Thọ này, chào Thiệp đẹp trai. Em chào anh nhá. Đấy, chào rất nhiều các anh em đang có mặt trên cả hai tất cả các nền tảng. Các nền tảng luôn ạ. Vâng. Ôi, chạy ăn nhập đúng là nó thoát hơn hẳn. Cái côn nó không biết tại sao, đúng không ạ? Bác nào có chung quan điểm không? Riêng dòng nhập kể cả Abarth hay là SH hay Jim thế thôi, hàng Thái nó vẫn khác cái côn của Việt Nam, chạy nó không bị hồi lại nhiều. Rồi, đấy, anh em đang hỏi giá bao tiền? 72 triệu. 72 triệu đồng anh em nhá, với lại là 125. Nếu mà anh em muốn sang tên đổi chủ, được thì mọi người có thể rút hồ sơ bên em hỗ trợ, phí là anh em mất giúp em. Biển này 4 số các bác cứ để nguyên, không bắt buộc, đừng làm gì cả, đúng không? Nhìn nó thế này mà chắc chắn rắn giỏi, đúng không? Đẹp, trắng, quá hợp lý luôn. Màu trắng, màu đen là những cái màu gần như em thấy đắt, rất đắt. Sau này nó mới lên những bản sâm banh thôi, chứ đúng ra trắng đen em thấy là truyền thống hơn nhiều. Đấy, nhắc đến đen có đen luôn này. Rồi. Nhưng lại SH mới hơn nữa cơ. Mẫu mới, mẫu mà em thấy thị trường các bác lại chê nhiều ấy. Đây này. Vâng, anh chắc là anh đi công tác không có thời gian đúng không? Lại không có cơ hội gặp hai em Thiệp và Dung rồi. Thế à? Vâng, chắc là anh đi công tác đúng không ạ? Anh bây giờ là 4.0 mà anh, bác lại đi tận đâu mà không xem được. Vẫn bình thường anh ạ. Nước không, ngoài em thấy nhiều bác còn ý, xem được. Ý là anh ấy đang muốn anh ấy qua đây anh lấy con Abarth lúc nãy ấy. À, chắc là anh công việc anh ấy bận, anh ấy đi không, thăm không ghẹ. Không gặp được trực tiếp thôi, đi thăm ghẹ. Hôm nào về có cân nào thì mang đến chỗ em nhá. Không, chị trêu thế, không biết phải không.
em rồi chắc anh công việc. Công việc. Vâng, không gặp được anh. Cảm ơn anh rất là nhiều. Em vẫn ở đây đợi nhá. Vâng. Sau này anh có dịp mà tất cả các anh trên này hoặc các chị anh em trên này có nhu cầu cứ qua trực tiếp 52. Gần như là mọi giờ hành chính bọn em đều ở đây cả. Đấy. Để phục vụ các anh em. Thiệp anh em ạ, tên em nó tên là đây em. Có thể tên thiệp. Đấy, nhiều khi các bác cứ nhầm như này em phải cứ về cứ la lá không được mà em thì cũng dễ cứ gọi la thế lá cho anh cho anh. Sorry anh, tại vì là em quen mồm, em trêu anh tí thôi cho vui thôi, không sao đâu. Đang nhớ đến ghẹ đấy, nhắc đến Quảng Ninh Hạ Long là thích ghẹ đấy, nhiều khi em cứ hay liên tưởng. Chị là cũng một lần lên sen Hà Nội là cũng phải tầm 10-15 con một bữa. Quên đằng này lên xe ăn một phát là 15 con ghẹ anh em ạ. Ghê. Nhẹ nhàng ở đấy nhẹ nhàng cũng 15 con thôi, chị Dung thì chắc chỉ được tầm 3-4-5 con. Bóc xong nó thâm hết các đầu ngón tay này. Nước nhiều. Rồi. Ok anh em nhá. Mất tiền mà, rồi, cố gắng hết cỡ. Giao lưu trêu tí cho rồi. Vui. Lên Sơn La hay mận thôi. Ủa anh Bảo Quốc, anh lên Sơn La. Quê em thích lắm, hôm vừa rồi đang định đi Sơn La. À đâu Mộc Châu chứ. Anh Nguyễn Hanh, Cầu Giấy không mưa, không mưa anh ạ. Không mưa anh ạ. Vừa rồi định mọi người mưa, đang nhưng mà thấy em sao lại hai chị em like thế là thôi nó né. Đang rủ em đi Mộc Châu để hái mận nhưng mà mãi kiếm tiền, mãi làm anh em ạ nên là chưa có thời gian để đi. Cũng thích đi lắm đấy nhưng mà thôi chắc là phải để đợt sau. Đang vâng. Bầu trời đợt này đang chuẩn bị mưa nên là chưa đi được. Đang tính là đi đấy. Có Spring 2020-2021 không anh? Không còn. Ba đợt này em thấy các bác ít bán đúng không nhỉ? Không biết là Spring mới đấy, chả biết đi đâu hay là các bác không mua, ít mua đi. Dạ vâng, anh Hữu An, chào hai chị em cuối tuần. Cảm ơn anh. Số điện thoại của anh hốt xe thì anh hốt cho em nhá. Rồi, cháu làm một vòng một chiếc đèn, đèn chuỗi luôn. Đấy, đèn bóng này, sân này, ABS này. Đấy, đẹp chưa? Cửa hàng mình năm 2 chùa Cầu Giấy Hà Nội nha anh em nhá. 150 nữa. Đấy, quá hợp lý luôn. Chiếc này rồi. Thì hay gọi là châu đen đây các bác ạ. Động cơ thì cao, phanh thì ABS, chống bó cứng an toàn tốt. Màu thì đen, đen từ vành cho đến tay sách. Gọi là đen sport. Mua mới các bác phải bỏ ra gần 3 triệu mới hoàn thiện được cái đen sport này đấy ạ. Chứ nhà máy họ rồi, không đưa ra form này từ đầu đâu ạ. 29Z1 anh em nhá, 64042. 150 ABS, xe của 2020, đẹp, giá ABS anh em ạ. Đây. Quá nhỉ, giá chiếc này. 150 ABS anh em nhá, chạy được hơn 9.000 cây anh em nhìn phím này. Đấy, 150 anh em nhá. Quan trọng nó là cũng là ABS này. Đấy, bản phanh chống bó cứng 81.500. Có một sự nhắc nhở nhẹ là bây giờ 150 họ dừng rồi, họ tập trung sang 160 mà động cơ giữa 150 và 160 với cái tem thông số của nhà máy đưa ra thì đều bằng nhau nên là em thấy nghĩ là và cũng khẳng định là nó cũng không có sự khác biệt nhiều, có một thay đổi một chút về hình thức thôi, còn động cơ ấy em nghĩ không có sự khác biệt nhiều nên các bác nào mà đang cần một cái kinh tế hợp lý thì nên chọn 150 rất rẻ. 81.500 đã có 150 ABS. Nếu các bác bỏ ra cái dòng 160 của ABS đăng ký xong màu đen lên sport phải trên 101. Đây các bác thấy giữa 81.5 với 101 nó là cả một cái khoảng cách mà lốp láp đồ đạc vẫn zin, sơn vẫn zin, xe chạy 9.000 cây. Có gì phải lăn tăn đúng không ạ? Đây các bác nhìn này, đẹp này. Đấy, đây này đến cái tay nắm phanh này các bác nhìn này. Có cùi có xước vào đâu. Tay nắm này thế, zin hết mà. Đấy, nên là chơi xe cũ nó có cái lợi các bác nhá. 110 mấy thì thôi bỏ qua, còn 81.500 thôi. Rồi. Chốt nhanh cho em, đẹp chưa? Vision 2019 em có anh em nhá. Vision 2019-2020 em có luôn ạ. Giá cũng hợp lý. Rồi. Rất đẹp. Rồi, rất một đẹp. Vòng nữa cho hai cô. Hai khóa đầy đủ. Qua nhỉ. Rồi đấy, anh em nào quan tâm một chiếc 150 phanh ABS mọi người nhá. Vâng, 81.500 các rồi, anh em nhá. Rồi, 2023 bản đặc biệt biển Hà Nội 160 em không còn anh gì ạ? Anh đại học ơi. Em không còn bản đấy anh ơi, hết sạch rồi, không còn rồi. Anh phải chờ em nhé, em lên con nào để em... Rồi, cảm ơn anh Bảo Quốc rất là nhiều, anh dận nhận xe rồi. Cảm ơn Quang. Vâng, Vario 125 hay 160. Không còn anh ạ. Xe đấy tiêu thụ em nhiên liệu bao nhiêu à? Tiêu thụ nhiên liệu, đây anh ơi, nó có thông số luôn, anh em cùng xem. Đây, 150 thì là 2,24. Nhưng nếu mà 125 thì là 2,46. Các bác có thể kiểm tra một cái 125 nào bất kỳ có thể thấy. Cái này cũng là 150. Đấy. 150 tiêu thụ nhiên liệu lại không nhiều bằng 150 là 125. Các bác cũng có thể không nghĩ là cứ to dung tích xi lanh mà tốn nhiều đâu ạ. Không hẳn nhá. Không hẳn, họ tính theo cái đốt nhiên liệu phun xăng. Đấy. Cũng như các bác chạy một chiếc xe cùng là hai chiếc xe, một chiếc non hơi các bác tốn xăng hơn đấy. Đấy. Nó kéo nó ì thì nó lại tốn xăng, mà kéo nó thốc nó đi thì chưa chắc đã tốn xăng. Đấy.
Rồi tiếp theo anh em nhá, một chiếc mốt mốt ạ. Biển tỉnh nhưng giá lại rẻ vô cùng. Giờ toàn cái câu chuyện của ba mấy các bác đã chơi cả SH1 quá sờ mắt cây. Nhất là bác nào ở Nam Định đúng tỉnh thì chọn cho em xe của 2017 mà zin này, các bác nhìn cái càng zin, bánh zin. Đúng không ạ? Cái lớp màu đỏ mận đẹp đúng không ạ? Cái viền inox nó chống gì này. Đấy, đợt này xe máy Hoàng Kiên dọn các bác thấy không còn những cái chấm chấm bẩn bẩn ở cái inox này nữa đâu, các bạn ấy dọn rất kỹ rồi đấy ạ. Đấy, rất đẹp, muốn đánh xi đánh gọi là căng tay để cho các bác có thể yên tâm nhận những chiếc xe mọng căng nhờ. Đấy, có những cái sự giám sát của sếp nhìn là mấy con là các bạn chọn lựa đưa sang đây. Khen ngợi đấy. Rồi. Dạ, anh em này chiếc nào cũng nổ. Đấy. 2017 ạ. 2017 mọi người nhá, màu đỏ đen. SH1 biển 18 khóa sờ mắt cây nhá. Các bác nhớ là khóa sờ mắt cây nó sẽ là bản đắt, gọi là bản cao cấp. Nhược điểm là biển tỉnh thôi. Bù lại thì giá thành em để còn có 38.500.000 của một chiếc tháng 8 2017. Nữ ngồi SH1, ngoài cái rất việc là lành tốt chạy ok, nó còn có cái sự sang sang của cái dáng, nó nâng dáng lên một chút, ngồi rất sang dòng SH1, giống như Vespa lấy cũng thế, cao cao thì dáng nó sẽ sang và đẹp. Đấy, các chị em có thể cân đối chọn một mẫu xe lành, an toàn và cũng tiêu thụ nhiên liệu ít, dễ sử dụng và dễ sửa chữa nhưng vẫn sang thì SH1 là lựa chọn gần như em nghĩ là rất hợp lý. Đấy, còn muốn sang chảnh và trông nó đắt đỏ thì dòng sang Bia Dung. Con đấy giờ bao nhiêu chiếc này ạ? 38.500.000 rẻ đỏ, 32 khóa sờ mắt cây. Nhất là anh chị em nào ở Nam Định nhá, 18L135874 đừng bỏ qua, đúng tỉnh mình giá sẽ bao giờ cũng là hợp lý nhất. Còn những bác ở ngoài tỉnh em có thể hỗ trợ pháp lý về mặt rút hồ sơ để các bác có thể tiện việc sang tên, chi phí các bác hỗ trợ em nhá. Đấy, cái con này thì giá hợp tình hợp lý này. Vâng, hợp lý đi ạ. Thôi em chào đi. Vâng, chắc là anh chị em cũng hết sức thông cảm, đến giờ xuống rồi. Đấy, cũng đã phục vụ anh em một lượng xe khá là đầy đủ. Cứ nghĩ là thời tiết mưa cơ, nhưng mà rất may đúng không ạ, làm sao phục vụ đến phút cuối để không phải thay đổi vị trí live. Đấy. Trước khi nghỉ live thì cũng cho em thay mặt bên xe máy Hoàng Kiên gửi lời chào, lời chúc đến tất cả các anh chị em một buổi tối vui vẻ. Hẹn anh chị em vào buổi live ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé. Vâng, xin chào mọi người nhé.